Laws, một trị liệu sư trẻ tuổi chỉ biết đến một phép thuật chữa lành cơ bản. Vì khả năng hạn chế đó, anh bị đuổi khỏi đội và bị chế giễu là kẻ thất bại ngu dốt. Những lời chê bai từ mọi người trong hội khiến anh ngày càng lẻ loi. Nhưng vào một ngày nọ, có một cô gái tên Nasena đến và đề nghị cùng anh lập đội. Điều này khiến mọi người trong hội bất ngờ. Không ai trong hội có thể tin nổi tại sao cô ấy lại muốn đi cùng kẻ thất bại như anh ta. Ngay cả chính Laws cũng không hiểu tại sao cô ấy lại đưa ra lời đề nghị này. Nasena chỉ cười và chỉ vào bảng chiêu mộ đồng đội mà Laws đang cầm. Anh đang tìm đồng đội mà, đúng không? Cô gái tự giới thiệu mình là một võ sĩ, hiện cũng đang cần một nhóm để đồng hành. Trước khi Laws kịp đáp lời, một nhân viên lễ tân tên Amherst chạy tới, ngắt ngang cuộc trò chuyện. Amherst nắm lấy vai Nasena và cảnh báo, em có biết Laws là ai không? Cô ấy nói rằng Laws là một kẻ ăn bám vô dụng, chỉ biết phép chữa lành cơ bản. Mặc dù đã làm mạo hiểm giả từ nhỏ, nhưng Laws không thể sử dụng bất kỳ phép thuật cao cấp nào. Anh ta bị mọi người coi là một kẻ ngốc, không thể tiến bộ. Thời gian trước, nhóm thần kiếm Inazuma từng nhận Laws làm thành viên, nhưng vì khả năng kém cỏi, anh ta đã bị đuổi. Kể từ đó, không ai muốn hợp tác với anh ta nữa. Amherst nhìn Nasena và khuyên cô nên từ bỏ ý định vì Laws quá thiếu khôn ngoan. Cô ấy tin rằng không có khả năng sinh lời nào. Tuy nhiên, Nasena thực sự sở hữu một khối tiền đáng kể và vì thế cô không quá bận tâm đến việc kiếm lợi nhuận ngay lúc này. Để chứng minh điều đó, Nasena rút ra một túi đầy tiền và chìa ra cho Amherst xem. Amherst cảnh báo Nasena rằng vùng đất này đầy những nhà thám hiểm không phải lúc nào cũng tuân thủ pháp luật, vì vậy cô ấy nên cẩn trọng với việc phô trương sự giàu có. Nasena mỉm cười cảm ơn Amherst về lời khuyên, nhưng từ ánh mắt và cách cô trả lời, Amherst nhận ra rằng em ấy không hoàn toàn hiểu ý của mình. Có vẻ Nasena là một nhà thám hiểm mới vào nghề, nên Amherst gợi ý giúp cô kết nối với một vài đồng đội đáng tin cậy. Điều này sẽ giúp cô tránh khỏi những kẻ rình rập tìm cách cướp bóc. Dĩ nhiên, dịch vụ này không miễn phí và Amherst nhắc đến một khoản phí nhỏ. Dù biết ơn lời đề nghị, Nasena đã quyết định từ lâu rằng Laws là người duy nhất cô sẽ tin tưởng cùng đồng hành. Amherst không thực sự đồng tình, nhưng khi thấy quyết tâm của cô ấy đành bắt đầu làm thủ tục cho việc lập nhóm. Nasena ngạc nhiên hỏi giấy tờ này để làm gì và Amherst giải thích rằng để được công nhận chính thức là một tổ đội, họ cần đăng ký. Sau khi Laws hoàn thành phần giấy tờ của mình, anh yêu cầu Nasena viết tên vào. Cô ấy đang mải ngắm nhìn Laws nên hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn làm theo. Khi mọi thủ tục hoàn tất và khoản phí được trả, nhóm của họ chính thức ra đời. Họ rời hội quán. Laws hào hứng chia sẻ với Nasena về mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Mê Cung Mata, nơi đầy dãy bí ẩn chưa ai từng khám phá tới tận cùng. Thử thách đang chờ đợi và bước chân của họ tiến sâu vào nơi mà nguy hiểm cùng với những cơ hội lớn đang ẩn mình. Với khát vọng lớn lao về những phần thưởng hấp dẫn, dòng người đổ về Mê Cung ngày càng đông. Kết quả là sự hình thành một cộng đồng đông đúc dẫn tới sự phát triển vượt bậc của thành phố Mata. Giờ đây nơi này được biết đến như thành phố Mê Cung lớn nhất thế giới. Nasena cảm thấy vô cùng hào hứng khi được đi khám phá về Mê Cung, nhưng cô không thể không hỏi liệu có quá sớm để họ tiến vào sâu. Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi Guild, Amherst cảnh báo rằng Laws không nên dẫn Nasena vào Mê Cung. Theo cô, Nasena vẫn còn non kinh nghiệm. Dù Laws đã nghe những lời khuyên của Amherst, dẫu vậy, anh quyết định phớt lờ và tin tưởng vào khả năng của mình. Do dòng năng lượng phép thuật rò rỉ từ Mê Cung, các quái vật thường xuất hiện rải rác quanh thành phố. Các địa điểm được chia thành núi non, rừng rậm, đầm lầy và đồng bằng. Trong số này, đồng bằng là nơi an toàn nhất, chỉ có những quái vật yếu đuối xuất hiện tại đó. Các nhà thám hiểm mới thường luyện tập tại đồng bằng để rèn kỹ năng chiến đấu trong môi trường thực tế. Tuy nhiên, khu vực rộng lớn này khiến việc tìm quái vật đôi khi không dễ dàng. Ngược lại, bên trong Mê Cung, quái vật xuất hiện hàng chục và miễn là không đi quá sâu, họ sẽ không chạm trán quái vật quá nguy hiểm. Laws tin rằng đây là cơ hội nhanh hơn để Nasena tích lũy kinh nghiệm và cô đồng ý. Cả hai tiến đến lối vào Mê Cung. Trước khi bước vào, Nasena tỏ ra rất nhiệt tình, đề nghị dẫn đầu như một chiến binh thực thụ. Laws vốn không quen điều này nhưng cuối cùng anh cũng quyết định chiều theo ý cô. Khi bước qua những hành lang tăm tối của Mê Cung, Laws bắt đầu có chút nghi ngờ liệu Nasena có đủ khả năng chiến đấu không. Nhưng những lo lắng của anh dần tan biến khi thấy cô nhanh chóng đánh bại một nhóm yêu tinh bằng sự khéo léo đáng kinh ngạc. Laws không thể không ấn tượng trước kỹ năng thực chiến mà Nasena thể hiện. Những con yêu tinh bị Nasena đánh bại nhanh chóng tan biến thành cát bụi. Ở nơi chúng ngã xuống, những viên đá ma thuật nhỏ lấp lánh được để lại. Laws nhặt một viên lên và giải thích cho Nasena rằng các nhà thám hiểm thường mang những viên đá này đến hội để đổi lấy tiền. Nasena tò mò hỏi những viên đá này được sử dụng làm gì. Laws giải thích rằng chúng chứa năng lượng ma thuật và có thể ứng dụng trong nhiều công cụ và thiết bị ma thuật, là kiến thức cơ bản với hầu hết nhà thám hiểm, nhưng Nasena không bao giờ dành nhiều thời gian để học những điều này. Kết quả là họ thu được tổng cộng 5 viên đá ma thuật từ nhóm yêu tinh. Dù giá trị của chúng không lớn, nhưng vẫn đủ để trang trải cho chỗ nghỉ qua đêm. Laws đưa ra lựa chọn, quay về thị trấn hoặc tiếp tục tiến sâu hơn vào Mê Cung. Nasena đầy hứng khởi chọn tiếp tục. Họ bước tiếp, lấn sâu vào Mê Cung, từng bước đầy cẩn trọng. Đến một điểm nhất định, Laws đột nhiên kéo Nasena lùi lại. Ban đầu, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì không thấy gì bất thường. Laws lặng lẽ nhặt một viên đá và đặt lên gạch trước mặt cô, kích hoạt một cái bẫy hố nguy hiểm. Nếu không có Laws, Nasena chắc chắn đã bị cuốn xuống đáy. Nasena kinh ngạc, cô hỏi làm sao anh có thể nhận ra cái bẫy. Laws chỉ vào viên gạch và nói rằng,
Màu sắc của nó khác biệt so với những viên gạch khác là dấu hiệu của nguy hiểm. Nasena cảm thấy may mắn vì có Laos bên cạnh, nhưng thắc mắc tại sao một người chữa trị lại giỏi nhận dạng bẫy như vậy. Laos mỉm cười và đáp rằng, với quãng thời gian dài làm nhà thám hiểm, anh đã học được nhiều kỹ năng quý giá. Họ tiếp tục bước đi, bước sâu hơn vào mê cung nguy hiểm và đầy thử thách. Họ đối mặt với một con Orose lang thang giữa mê cung. Laos không khỏi ngạc nhiên vì Orose là quái vật cấp trung, chúng không thường xuất hiện ở những tầng nông thế này. Nasena lo lắng hỏi liệu có nên quay lại hay bỏ chạy, nhưng Laos tự tin cho rằng không cần thiết. Sức mạnh kết hợp của cả hai người có thể đánh bại con Orose. Dẫu vậy, Laos không muốn ép buộc Nasena. Cô gật đầu, đồng ý vì tin tưởng vào lời anh. Họ cùng nhau chuẩn bị chiến đấu. Khi tiếng hét của con quái vật vang lên, cô lao vào con Orose, tung đòn đầu tiên với toàn lực. Nhưng thay vì cảm giác đánh trúng thịt, cô như va phải đá tảng cứng rắn. Con Orose gầm lên, vung chùy xuống định hạ gục cô. Nasena kịp chặn lại nhưng bị ép lùi, bị dồn vào góc và không còn đường chạy thoát. Con Orose nâng cao chùy, chuẩn bị tung đòn kết liễu. Đúng lúc đó, Laos bước tới trước mặt cô. Anh vung kiếm mạnh mẽ hạ gục con Orose chỉ trong một đòn duy nhất. Cơ thể khổng lồ của quái vật đổ xuống đất. Laos quay sang hỏi Nasena có ổn không. Nasena vừa ngạc nhiên vừa biết ơn sự cứu giúp của anh. Tuy vậy, cô không khỏi tò mò làm sao một người chữa trị như Laos lại có thể hạ gục quái vật bằng kiếm điêu luyện đến vậy. Laos nói rằng trong suốt những năm làm nhà thám hiểm, anh đã học thêm vài kỹ năng chiến đấu. Sau khi tiêu diệt con Orose, bọn họ thu thập được viên đá lớn hơn rất nhiều so với những viên từ yêu tinh trước đó. Chúng chứa đầy năng lượng ma thuật mạnh mẽ. Điều này hứa hẹn thu về một khoản lớn khi bán đi. Laos đề nghị dừng lại và quay về hội vì họ đã kiếm đủ tiền và Nasena cũng chứng minh được sức mạnh của mình. Nhưng Nasena với đôi mắt đầy quyết tâm, cô muốn tiếp tục phiêu lưu thêm chút nữa. Laos gật đầu đồng ý. Cuộc hành trình tiếp tục, đầy thách thức nhưng cũng rực rỡ niềm tin. Cuối cùng, họ trở lại hội với nhiều chiến lợi phẩm và câu chuyện kể mới. Họ trở lại và bắt đầu trao đổi các viên đá quý với Amherst. Amherst không khỏi bất ngờ khi thấy lượng đá quý mà họ thu được trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên, ánh mắt của cô nhanh chóng dừng lại trên viên ngọc từ Orose. Thế là cô không chần chừ trách mắng Laos vì đã dám đưa Nasena vào mê cung nguy hiểm, trong khi cô đã nhấn mạnh anh không nên làm vậy. Amherst cho rằng hành động này thật liều lĩnh, đưa Nasena xuống dưới các tầng của mê cung vốn đầy hiểm nguy, nơi đó vượt quá khả năng của một người mới bắt đầu như cô ấy. Laos vội vàng giải thích rằng anh không đưa Nasena xuống tầng sâu đến vậy, họ vẫn chỉ loanh quanh trong tầng dành cho người mới. Laos chỉ định dẫn em ấy đối mặt với những yêu tinh thông thường, nhưng bằng cách nào đó họ đã gặp một con Orose lạc nên tầng trên. Nasena gật đầu xác nhận, khẳng định lời Laos là sự thật. Amherst dường như miễn cưỡng tin, nhưng câu chuyện của họ cũng không quá vô lý, bởi cô đã nghe nhiều báo cáo về việc quái vật cấp cao xuất hiện ở các tầng thấp. Amherst tỏ vẻ bối rối và lo lắng vì rõ ràng điều này báo hiệu những bất ổn trong mê cung. Cô biết đó không phải là điềm lành nhưng rồi chỉ nhún vai, thở dài. Cô ấy không được trả đủ để thực sự bận tâm về chuyện này. Amherst quay sang hỏi Laos liệu anh có muốn bán hết số đá quý. Khi Laos gật đầu, cô nhanh chóng bắt tay vào việc định giá. Nasena nhận thấy ánh mắt Amherst dạng người khi thu mua, thế là cô không giấu được tò mò. Laos giải thích rằng nhân viên guild như Amherst sẽ nhận hoa hồng béo bở khi bán đá quý ma thuật thu được từ các nhà thám hiểm. Sau khi định giá xong, Laos ngỡ ngàng trước số tiền nhận được. Amherst nhắc anh rằng một nửa số tiền thuộc về Nasena đấy. Laos cười chua chát nhưng vẫn chấp nhận thực tế. Dù chỉ nhận một nửa, số tiền này vẫn gấp 10 lần những gì anh từng nhận khi còn ở nhóm thần kiếm Inazuma. Ký ức về nhóm cũ khiến anh cay đắng nhận ra mình đã bị lừa suốt thời gian qua. Amherst chỉ đứng bên cạnh, mỉm cười thích thú trước tình cảnh của anh. Khi Amherst vẫn tiếp tục tranh luận về việc chia tiền, Nasena nhắc cô rằng việc phân xử các tranh chấp là trách nhiệm của guild. Điều đó khiến Amherst miễn cưỡng đồng ý giúp Laos lấy lại tiền. Nếu anh ta muốn, Laos suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cuối cùng, anh quyết định từ bỏ và không còn bận tâm đến chuyện cũ nữa. Laos đã thành lập một nhóm mới và không muốn liên quan gì đến nhóm thần kiếm Inazuma nữa. Khi họ đang rời khỏi, người quản lý chi nhánh Guild xuất hiện. Amherst vẫn đang bận rộn đếm tiền, không chú ý đến những gì đang diễn ra. Hanzoom tiếp cận cô và hỏi về Laos. Hanzoom hy vọng Amherst không giới thiệu anh ta vào bất kỳ nhóm thám hiểm nào. Amherst bật cười, khẳng định sẽ không giới thiệu tên ngốc như vậy. Tuy nhiên, cô thú nhận có một cô gái đặc biệt muốn lập nhóm với Laos và cô không thể làm gì được. Cùng lúc đó, Laos và Nasena đến một quán trọ. Họ được chào đón bởi con gái của chủ quán. Cô bé nhận ra Nasena là người mới gia nhập nhóm của Laos. Laos xác nhận điều này. Anh hơi ngạc nhiên khi biết tin đã lan truyền khắp nơi. Cô bé cười và cho biết không ai nghĩ rằng Laos có thể thực sự thành lập một nhóm được. Tuy nhiên, cô nhanh chóng bỏ qua chủ đề và hỏi họ muốn ăn gì. Laos cười nhẹ, nói rằng mình đói nhưng trước hết muốn đặt phòng. Họ được dẫn đến Mary, mẹ của cô gái để hoàn tất việc đặt phòng. Người phụ nữ, Mary niềm nở hỏi họ sẽ ngủ chung hay tách phòng. Nasena thoáng đỏ mặt, không giấu được chút ngại ngùng. Laos vẫn bình thản trả lời rằng họ sẽ ở phòng riêng. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, Nasena không khỏi mơ tưởng ý nghĩ về việc ở chung phòng với Laos lướt qua khiến cô cảm thấy lạ lùng. Cuối cùng, mọi chuyện đã an bài. Laos và Nasena tạm nghỉ ngơi trong phòng riêng. Khi Nasena ở một mình, cô ngẫm nghĩ về quá khứ, về lần đầu tiên cô gặp Laos, khi anh đã cứu cô khỏi một tai nạn thảm khốc nhiều năm trước. Laos kiên nhẫn dùng phép thuật cơ bản để chữa lành vết thương cho cô ấy, chăm sóc từng chút một. Điều này khiến cô cảm thấy biết ơn sâu sắc. Từ khoảnh khắc ấy, cô đã hạ quyết tâm. Cô thề rằng khi lớn lên, mình sẽ trở thành một nhà thám hiểm và sát cánh cùng Laos. Từ đó cô dành toàn bộ thời gian rèn luyện không ngừng nghỉ. Khi nghe tin Laos bị trục xuất khỏi nhóm của mình, cô đã vội vã đến thủ đô. Cô mong là người đầu tiên cùng anh khởi đầu mới.
Tuy nhiên, một nỗi lo âu trỗi dậy trong lòng cô, có lẽ Laos không còn nhận ra cô. Dẫu vậy, cô không trách anh, nhiều năm qua đã làm cô thay đổi quá nhiều. Cô đã cao lớn hơn, trang phục khác đi và cả mái tóc xanh ra trời. Dù biết Laos có thể tự lo liệu, cô vẫn muốn bảo vệ anh. Bất kể anh có nhận ra cô hay không, Nasena sẽ ở bên anh. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn băn khoăn, tại sao một người mạnh mẽ như Laos lại bị gọi là đồ ngốc? Laos nhớ lại trận chiến vừa qua khi anh ấy vẫn còn ở trong nhóm thần kiếm Inazuma. Họ đã giao chiến với một con Hydra khổng lồ, một thành viên đã bị thương nặng trong trận chiến. Nhiệm vụ của Laos là chữa trị cho cô ấy, trong khi lãnh đạo nhóm giữ con quái vật lại. Dù Laos có thể chữa lành vết thương thể xác nhưng Saberia lại bị nhiễm độc. Khi cô hỏi liệu anh có thể giải độc hay không, Laos chỉ biết xin lỗi, anh không thể. Cô tỏ ra thất vọng và tức giận, điều này đồng nghĩa cô phải tự vượt qua. Magulus yêu cầu cô ngừng phàn nàn. Trận chiến vẫn tiếp diễn và Hydra vẫn là mối đe dọa, nhưng chất độc trong cơ thể làm cô yếu ớt, cô không còn đủ sức chiến đấu. Magulus quay sang Laos và yêu cầu anh lấy lại sức mạnh, nhưng Laos lắc đầu, đáp rằng điều đó là không thể. Anh thở dài, chỉ ra rằng lẽ ra họ nên mang theo thuốc giải độc. Magulus không chịu thua, anh ta phản bác rằng không mua vì thuốc quá đắt đỏ. Nhiệm vụ của Laos với tư cách là người chữa trị là giải quyết chuyện này. Bây giờ khi Laos và Saberia không thể giúp đỡ nhiều, Magulus quay sang pháp sư Amia, anh ta ra lệnh cô phải làm gì đó. Anh ta không thể đơn độc chống lại Hydra mãi. Amia cố gắng thi triển một câu thần chú tấn công, nhưng tất cả đều vô ích trước Hydra khổng lồ. Sợ hãi, cô lỡ tay làm rơi cây gậy phép. Magulus chán nản vì sự bất lực của nhóm. Cuối cùng, anh ta ra lệnh tất cả rút lui ngay lập tức. Amia sụp đổ trong hoảng loạn và bỏ chạy. Laos giúp Saberia rời đi, hiện tại cô vẫn chưa tự mình đi lại được. Họ cố gắng thoát khỏi Hydra đang bám sát. Về tới hội quán, Magulus không ngần ngại. Anh ta vui vẻ thông báo Laos bị đuổi khỏi nhóm thần kiếm Inazuma. Anh ta đổ lỗi cho Laos vì thất bại. Dù trong lòng, Laos biết không phải chỉ mình anh đáng trách. Magulus và Saberia quá hưng phấn trước trận đấu đến mức không ngủ. Họ bước vào trận chiến trong tình trạng mệt mỏi. Cả hai không chịu nhận trách nhiệm và quay sang Amia. Họ yêu cầu cô phán quyết ai là kẻ đáng tội. Amia lưỡng lự, cô cũng thất bại thảm hại trong trận chiến đó. Nhưng cô sợ bị Magulus nhắm đến. Cô quyết định đổ hết lỗi cho Laos. Giấc mơ ấy kéo dài mãi trong tâm trí anh. Laos tỉnh giấc, nhận ra lòng vẫn còn day dứt, dường như ký ức về thất bại ấy chưa bao giờ tan biến. Cả thị trấn đều biết đến Laos như một người chữa trị ngốc nghếch, nhưng trong lòng, anh vẫn luôn mơ ước trở thành một nhà thám hiểm thực thụ. Vì thế, khi một nhóm mạo hiểm đề nghị cho anh tham gia, Laos đã không ngần ngại nắm lấy cơ hội. Nhưng khi họ cùng nhau tiến vào mê cung, Laos sớm nhận ra rằng họ không cần người chữa trị, họ chỉ muốn anh làm mồi nhử cho quái vật. Bị đẩy ra giữa hiểm nguy, Laos buộc phải chạy trối chết trong khi nhóm của mình thản nhiên bước qua. Nhưng bất ngờ xảy ra, quái vật đột nhiên đổi hướng và tấn công các thành viên khác, trận chiến trở thành một cuộc thảm sát. Cuối cùng, chỉ mình Laos sống sót. Mặc dù biết rằng một người yếu đuối như anh thường bị đối xử như thế, Laos vẫn mong có ai đó thừa nhận anh như một nhà thám hiểm thật sự. Trên đường trở về, anh thấy một cỗ xe bị tấn công. Bình thường, anh sẽ tránh xa nguy hiểm, nhưng ánh mắt sợ hãi của cô bé khiến anh không thể làm ngơ. Laos lao vào cuộc chiến. Dù anh chỉ là một người chữa trị kém cỏi, Laos đã cố gắng hết sức để bảo vệ cô bé, nhưng khả năng chiến đấu của anh quá yếu. Chỉ sau vài phút, anh bị đánh gục. Laos nghĩ mình đã chết, nhưng khi tỉnh lại, cô bé vẫn đứng cạnh anh. Anh ngạc nhiên khi mình còn sống. Hóa ra, các hiệp sĩ đã kịp thời xuất hiện và tiêu diệt hết quái vật. Laos đã cố gắng làm điều đúng đắn, nhưng cuối cùng, anh vẫn là một gã ngốc. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn mong sẽ có một ngày được công nhận như một anh hùng thực thụ. Cô bé vẫn cảm ơn anh vì nhờ hành động của anh mà đội hiệp sĩ đã kịp thời tới cứu viện. Cô bé nói rằng cách anh lao vào để cứu cô thật dũng cảm. Laos nhận thấy vết xước nhỏ trên tay cô bé, anh nhẹ nhàng giơ tay và chữa lành vết thương. Cô bé cảm kích, nhưng Laos chỉ cảm thấy việc đó chẳng đáng để nhận lời khen, vì chữa lành là điều duy nhất anh có thể làm. Cô bé có vẻ ngơ ngác. Laos kể về sự yếu kém của mình, về việc anh đã bị lừa để vào mê cung vì chỉ được xem như một mồi nhử. Cô bé buồn bã khi biết những gì anh đã phải trải qua. Cô đứng dậy và tuyên bố rằng cô sẽ trở thành một nhà thám hiểm và thành lập nhóm với anh. Laos không tin rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại cô ấy lần nào nữa, càng không thể nghĩ rằng cô ấy thực sự sẽ trở thành nhà thám hiểm. Điều đó nghe như một lời hứa mơ hồ xa vời. Trở về thực tại, Nasena gõ cửa phòng Laos. Cô nói rằng cô muốn xuống dưới dùng bữa sáng và đề nghị anh cùng đi. Laos vui vẻ đồng ý. Sau bữa sáng, cả hai lại bước vào mê cung. Lần này, họ tiến vào những tầng sâu hơn. Khi bước vào, Nasena phát hiện một dòng chữ trên mặt đất. Nó là một vòng tròn dịch chuyển tức thời, dù trước đây cô chưa từng nhìn thấy trực tiếp. Laos giải thích rằng vòng tròn dịch chuyển không có trong mọi mê cung và vòng này có thể do các pháp sư đặt khi mê cung mới được khám phá. Nasena hỏi liệu họ có thể dùng vòng này để dịch chuyển tới các địa điểm khác. Điều đó đúng về mặt lý thuyết nhưng cần có vòng dịch chuyển khác ở điểm đến. Nghe có vẻ thật tiện lợi nên Nasena mong muốn thành phố có một vòng dịch chuyển để không cần phải đi bộ ra ngoài. Đáng tiếc, kiến thức tạo ra những vòng như vậy đã thất truyền từ hàng trăm năm trước. Cả hai người bọn họ liền bước vào vòng dịch chuyển. Một ánh sáng lóe lên và họ xuất hiện ở một trong những tầng sâu hơn của mê cung. Laos nói với Nasena rằng đây là tầng trung cấp. Quái vật ở đây mạnh hơn nhiều so với lũ yêu tinh mà cô đã chiến đấu hôm trước nên anh dặn cô phải cực kỳ cẩn thận. Họ bắt đầu chiến đấu. Nasena lao tới đánh một Lich nhưng Laos cảnh báo cô. Lich là quái vật được tạo ra từ năng lượng tinh thần thuần túy. Các đòn tấn công vật lý sẽ không hiệu quả với nó. Anh
đề nghị lùi lại vì họ không có vũ khí để làm tổn thương sinh vật này. Tuy nhiên, Nasena mỉm cười tự tin và nói rằng cô còn một mánh khóe bí mật. Laos đắn đo, nhưng cuối cùng quyết định tin tưởng cô. Họ cùng nhau đối đầu với Lich và Laos tiến lên trước để làm mồi nhử. Anh chạy vòng quanh, thu hút sự chú ý của Lich. Khi Lich dồn toàn bộ sự tập trung vào việc đuổi theo Laos, anh lướt qua Nasena, người đã sẵn sàng. Nasena tập trung năng lượng prana trong cơ thể mình. Là một võ sĩ, cô đã khổ luyện để kiểm soát prana, một dạng năng lượng tinh thần mà mỗi con người đều sở hữu. Cô bao phủ nắm đấm của mình bằng prana, biến nó thành vũ khí sống động. Khi Lich đến gần, Nasena tung ra một cú đấm mạnh mẽ, xé toạc cơ thể Lich bằng năng lượng tinh thần. Lich tan biến như bất kỳ con quái vật nào khác, để lại một viên đá ma thuật. Laos nhanh chóng chạy đến kiểm tra Nasena. Ngoài một vết thương nhỏ trên cánh tay, cô hoàn toàn ổn. Đứng yên một chút, Laos nói anh ấy muốn thử dùng một vật phẩm ma thuật có tác dụng tăng cường phép chữa lành. Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra và vết thương của Nasena lành lại ngay lập tức. Sau đó, cả hai quay trở lại hội để báo cáo. Amherst, người quản lý hội, kinh ngạc khi biết họ đã hạ gục được một Lich. Cô ấy háo hức nhận viên đá ma thuật và tính toán số hoa hồng mà cô ấy sẽ nhận được. Nasena và Laos kiếm được nhiều tiền hơn mong đợi. Họ rời hội với tâm trạng phấn khởi và cùng quay về nhà trọ. Trên đường, họ bắt gặp một cuộc ẩu đả. Những cuộc chiến như thế này đã trở nên phổ biến hơn khi ngày càng nhiều người ngoài vòng pháp luật gia nhập thị trấn. Những nhà thám hiểm chân chính phải đối mặt với một mớ hỗn độn thực sự. Dù không thể làm gì để thay đổi tình hình, Laos cho rằng tốt nhất bọn họ nên tận hưởng phần thưởng và bữa tiệc tối hôm nay. Cả hai quyết định thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Tại bàn ăn, họ được phục vụ một trong những món ngon nhất của Mary. Mùi thơm lan tỏa khắp quán trọ, làm ấm lòng sau một ngày dài. Một lúc sau, khi đang ăn, Nasena nhìn lên với ánh mắt đăm chiêu. Cô ấy chỉ về phía một cột đá khổng lồ ở rìa thị trấn hỏi Laos. Ban đầu, cô ấy tưởng đó là một tòa nhà, nhưng nó không có cửa sổ hay cửa ra vào, không giống một tượng đài. Laos kể rằng anh ấy cũng từng thắc mắc điều đó và thậm chí hỏi các công nhân khi nó đang xây dựng, nhưng họ cũng chẳng biết gì cả. Chỉ có một đặc vụ xuất hiện với tiền và bản thiết kế, không ai biết nhà tài trợ là ai. Có lẽ chỉ là một tỷ phú làm chuyện kỳ quặc. Laos cho rằng miễn là cột đá không gây hại thì anh ấy không quan tâm. Tuy nhiên, anh vẫn ước rằng số tiền đó có thể được dùng để xây một bức tường bảo vệ cho thành phố. Nasena đồng ý rằng một bức tường sẽ là ý tưởng tốt, nhưng cô tin rằng thành phố vẫn ổn với sự hiện diện của nhiều nhà thám hiểm mạnh mẽ như họ. Sau bữa tối, họ trở về phòng. Laos chuẩn bị đi ngủ thì Nasena gọi anh lại, ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt lên. Cuối cùng, cô chỉ khẽ chúc anh ngủ ngon và quay vào phòng mình với tâm trạng nặng trĩu. Một mình trong phòng, Nasena nằm sẹp lên giường. Nasena khẽ thở dài, cô ấy đã cố gắng gom đủ dũng khí để nói với Laos rằng cô muốn ở cùng phòng với anh. Tuy nhiên, điều đó quá khó khăn, cô không thể thốt ra vì nỗi xấu hổ cứ chèn ép cổ họng cô lại. Laos thì không biết những gì đang diễn ra trong lòng cô. Anh nằm trên giường, tâm trạng thoải mái khi nghĩ về hành trình phía trước. Có một đồng đội tuyệt vời như vậy đã tiếp thêm động lực cho anh. Nhờ vào sự quyết tâm của Nasena, họ đã vượt qua nhiều thử thách và Laos cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Trong giây phút yên bình này, Laos liền nghĩ về cô bé đã khơi dậy trong anh ngọn lửa phiêu lưu. Dù không chắc mình có gặp lại em ấy hay không, Laos biết ơn vì những kỷ niệm mà họ từng chia sẻ. Ở một nơi khác, Magulus vừa tìm được thành viên mới cho nhóm. Anh ta hào hứng với việc Lyra gia nhập, nhưng không phải ai trong đội cũng vui mừng. Saberia tỏ ra khá thờ ơ, trong khi Amia lại quá nhút nhát để giao tiếp. Dẫu vậy, đội đã đầy đủ và sẵn sàng cho lần phục thù này. Bọn họ nhất định sẽ tiêu diệt được con Hydra. Cả nhóm tiến vào đầm lầy, nơi mà con Hydra từng làm họ phải tháo chạy. May thay, Hydra vẫn chưa tái sinh hoàn toàn. Magulus lên kế hoạch tác chiến, anh ta và Lyra sẽ tấn công từ phía trước, Amia hỗ trợ ma thuật và Saberia lén tấn công từ phía sau. Tuy nhiên, Lyra nhanh chóng phản đối. Không đời nào tôi đứng tuyến đầu, cô ấy là trị liệu sư không thể liều mình như vậy. Magulus ngạc nhiên, trước đây, Laos luôn chiến đấu tuyến đầu mà không bao giờ phàn nàn. Saberia nhớ lại thì chính Laos là người hạ gục một cái đầu Hydra trong lần chạm trán trước. Lyra không thể tin vào điều này, nhưng Magulus tôn trọng quyết định của cô. Anh biết rằng mỗi thành viên đều có vai trò riêng trong đội. Magulus nhìn Lyra và hỏi nhẹ nhàng liệu cô có thể sử dụng câu thần chú giải độc không. Lyra gật đầu, cô biết đó là điều mình có thể làm. Đây không phải là lần đầu tiên cô phải đối diện với chất độc nguy hiểm của Hydra. Magulus mỉm cười, cảm giác hy vọng dâng lên trong anh ta. Magulus lập tức ra lệnh cho cả nhóm vào vị trí sẵn sàng để kết liễu Hydra. Đến chiều lúc này, Laos và Nasena đã có mặt ở hội để bán số tinh thạch ngày hôm nay bọn họ kiếm được. Amherst, người chuyên buôn bán đồ quý giá, mỉm cười khi nhìn thấy họ. Cô nhắc Laos rằng không nên ép Nasena quá sức, cô ấy vẫn chỉ là một nhà thám hiểm mới. Laos khẳng định rằng anh rất cẩn thận trong các trận chiến và không để Nasena gặp nguy hiểm không cần thiết. Amherst cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, nhưng cô vẫn thấy lo lắng cho họ. Chỉ có hai người là không đủ để đối phó với những thử thách lớn. Cô ấy gợi ý rằng Laos và Nasena nên cân nhắc tuyển thêm thành viên. Laos cũng cân nhắc về điều đó. Một nhóm đông hơn sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong các nhiệm vụ. Nhưng rồi anh quyết định rằng hiện tại mọi thứ vẫn ổn. Anh và Nasena đang kiếm được khá nhiều. Amherst hiểu và đồng tình. Họ có thể dùng số tiền đó để thuê một ngôi nhà thay vì ở nhà trọ. Ý tưởng này khiến Nasena bất ngờ và tò mò. Laos giải thích rằng khi có một ngôi nhà riêng, họ sẽ có nhiều không gian và tiện nghi hơn.
Dù chi phí không nhỏ, nhưng em Hirst cũng nhấn mạnh rằng sự riêng tư sẽ tạo ra nhiều cơ hội thú vị vào những buổi tối. Nasena bỗng nhiên quan tâm nhiều hơn đến ý tưởng này. Em Hirst cười thầm, có lẽ cô ấy đã đoán đúng. Laws nhớ lại rằng nhóm thần kiếm Inazuma cũng có một ngôi nhà riêng, nhưng mọi chuyện không hề dễ chịu đối với Laws. Họ buộc anh ấy phải ngủ trong tủ đựng đồ chật chội. Điều này khiến ký ức về những ngày cuối cùng trong nhóm trở nên cay đắng. Dù biết mình đã chịu nhiều bất công, Laws vẫn cố giấu đi nỗi buồn. Nasena cố an ủi, nói rằng việc bị loại khỏi nhóm thần kiếm Inazuma không phải là một điều tồi tệ như anh nghĩ. Ngược lại, đó có thể là cơ hội để anh chứng minh bản thân. Em Hirst cho biết sau khi anh ra đi, Magulus và những người còn lại của nhóm thần kiếm Inazuma chưa hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng nào. Trở về với Magulus, mặt anh ta đã sưng húp và không hiểu vì sao bọn họ lại thất bại một lần nữa khi đối đầu với con Hydra. Lyra thì có thể dễ dàng thấy rằng việc đó xảy ra vì họ quá yếu kém trong việc đối mặt với những hiểm họa như Hydra. Lời nhận xét thẳng thừng của cô khiến Magulus tức giận. Anh định lớn tiếng đáp lại nhưng cô kịp thời bảo anh im lặng để tập trung chữa trị cho Amia, người đang trong tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, Saberia lặng lẽ bàn bạc với Magulus. Cô ta thừa nhận rằng, dù không muốn, cô cũng nhận ra rằng Laws có giá trị hơn họ tưởng. Kỹ năng chữa bệnh của Laws không hoàn hảo, ít ra cậu ấy vẫn cố gắng và không biết rằng họ từng lợi dụng cậu ấy. Magulus cũng bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì đã để Laws rời khỏi nhóm, nhưng Saberia nhắc nhở rằng chính anh là người đã đuổi anh ấy. Điều này làm Magulus ngỡ ngàng, nhưng anh ta chợt nghĩ rằng việc mời Laws trở lại nhóm không quá khó. Tất cả những gì cần làm là xin lỗi và mời anh ấy quay về, chắc chắn Laws sẽ nhận lời, bởi danh tiếng của nhóm thần kiếm Inazuma từng vang dội mà. Dẫu vậy thì Saberia lại không kỳ vọng vào cách làm của Magulus chút nào. Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Amia đã tỉnh dậy. Em ấy liền đánh thức Lyra và cảm ơn cô ấy. Lyra nở nụ cười nhẹ nhàng, thầm vui khi nhìn thấy Amia đã ổn. Em có cảm thấy đủ sức để ăn chút gì không? Amia gật đầu. Lyra liền xuống cầu thang để tìm chút thức ăn. Nhưng khi vừa xuống đến nơi, cô dừng lại, nhìn xung quanh. Lyra nhận ra Saberia và Magulus đã biến mất. Họ đi đâu? Cô không thấy bóng dáng hai người bọn họ đâu cả. Cùng lúc đó, Magulus và Saberia đã có mặt ở hội mạo hiểm giả. Magulus đứng lên, cao giọng tuyên bố, tôi sẵn lòng cho Laws quay lại nhóm của chúng ta. Tuyên bố của anh làm tất cả phải ngừng lại. Từng ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía anh. Laws, người có vẻ ngạc nhiên nhất, cau mày. Anh nói gì cơ? Anh có thể nhắc lại không? Laws không thể tin vào tai mình. Magulus nhắc lại, giọng điệu vẫn đầy tự tin, nhưng điều này chỉ làm tăng thêm sự khó chịu của Nasena. Laws đứng đó, bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Yêu cầu của Magulus quả thật quá vô lý. Cùng lúc đó, Nasena và em Hirst cũng đang theo dõi từ xa. Em Hirst thì thầm giải thích với Nasena, gã tóc vàng kia là Magulus, cựu thủ lĩnh, giờ anh ta đang cố kéo Laws quay lại bằng cách này, bằng cách ra vẻ bề trên ư? Nasena nhíu mày, nhưng bài phát biểu của Magulus rõ ràng không được lòng Laws. Laws định mở lời, nhưng Magulus nhanh chóng nói tiếp, như thể anh ta đã dự đoán trước phản ứng. Có lẽ cậu vẫn còn giận vì lần trước chúng tôi lỡ quên chia lương. Magulus cố tỏ ra hối lỗi, thành thật xin lỗi, lần này sẽ khác. Anh ta hứa sẽ chia đều mọi thứ và còn nói thêm, chúng tôi thực sự cần cậu, người chữa trị mới của họ không giúp ích gì trong chiến đấu cả. Saberia nghĩ thầm, không đời nào Laws sẽ đồng ý, nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, Laws cúi đầu, cảm ơn Magulus vì lời đề nghị. Nasena không muốn Laws bị kéo khỏi cô, lập tức lao tới, chắn ngang trước mặt anh. Laws sẽ không bao giờ quay lại nhóm của anh nữa. Những lời ấy như lưỡi dao, sắc bén và đầy quyết liệt. Laws nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nasena, cố gắng làm dịu cô. Anh quay sang nói với cô bằng giọng điềm tĩnh, đừng lo, anh sẽ không rời đi đâu. Rồi Laws chuyển ánh nhìn sang Magulus, giọng lạnh lùng, tôi chỉ cảm ơn anh vì lịch sự thôi, đừng hiểu lầm, tham gia lại nhóm của anh, không bao giờ. Magulus sững sờ, anh ta không thể tin rằng mình lại bị từ chối trắng trợn như vậy. Thất vọng chuyển thành tuyệt vọng, Magulus hét lên, chỉ tay về phía Nasena, cô ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi. Laws, cô ta biết cậu là người hữu dụng nhất nên mới giữ cậu lại. Những lời buộc tội hung hăng của Magulus làm không khí trở nên căng thẳng. Laws mất bình tĩnh, anh bước tới, nắm chặt cổ tay Magulus, mắt rực lửa. Nếu anh làm hại Nasena, tôi sẽ đảm bảo anh hối hận. Magulus tái mặt, nhưng Laws không dừng lại. Anh sẽ không bao giờ quấy rối cô ấy nữa, nghe rõ chưa? Magulus im lặng, Laws buông tay, quay người bước đi, để lại Magulus trong sự xấu hổ. Magulus đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng mục tiêu của anh ta vẫn không đổi, Hydra phải bị đánh bại. Quay phát sang em Hirst, Magulus ra lệnh, tìm cho tôi một mạo hiểm giả mới, ai đó đủ mạnh để đứng cạnh tôi. Lúc này, từ trong đám đông, một bóng hình bí ẩn bước ra, người đàn ông này mang khí chất lạnh lùng, ánh mắt đầy tự tin. Anh ta dừng lại trước Magulus, mỉm cười nhạt, tôi nghe nói anh đang cần người. Magulus dò xét người đàn ông, vẻ ngoài mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm, tôi cần kiểm tra thực lực của anh trước. Không đợi lâu, Magulus rút kiếm, lao tới, nhưng chỉ với một cú chém nhẹ nhàng, người đàn ông đã tước vũ khí của anh ta. Magulus ngã nhào, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cả hội trường cười ồ lên. Người đàn ông nhìn xuống Magulus, nhún vai, thế này đủ chưa? Magulus, sau vài giây lặng lẽ, đứng dậy, cố gắng giữ chút thể diện còn sót lại. Chào mừng anh đến với đội. Magulus gật đầu, chấp nhận người đàn ông bí ẩn vào nhóm của mình. Tuy nhiên, Saberia tỏ vẻ lo lắng. Anh có chắc không? Tin tưởng một người luôn đeo mặt nạ không phải là ý hay đâu. Chúng ta không có lựa chọn. Nếu không đánh bại được Hydra, nhóm thần kiếm Inazuma sẽ sụp đổ. Ánh mắt anh ta quay trở lại người đàn ông bí ẩn. Vậy tên anh là gì?
Người đàn ông mỉm cười qua lớp mặt nạ, CIA. Trong khi đó, tại nhà trọ, Nasena đang soi mình trong gương. Tiếng gõ cửa vang lên từ phòng Laos khiến cô giật mình. Nasena ra ngoài kiểm tra, và trước cửa phòng Laos là Sela. Nasena thoáng nghĩ, cô bé định cướp Laos sao? Nhưng ngay sau đó, cô xua tan ý nghĩ ấy, không thể nào. Cánh cửa mở ra, Laos nhìn Sela. Anh có khách đợi ở tầng dưới đấy. Laos khá bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuống xem ai đang tìm mình. Ở tầng dưới, Laos và Nasena gặp Amia cùng Lyra. Amia cúi đầu ái ngại, em xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng bọn em cần sự giúp đỡ của anh, chỉ lần này thôi. Magulus vẫn đang dồn sức chuẩn bị cho cuộc chiến với Hydra. Anh ta đã tuyển mộ Cie, nhưng Lyra nghi ngờ, chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ để đánh bại Hydra. Magulus với tính cứng đầu, vẫn từ chối mua thuốc giải độc dù cả nhóm biết nó cần thiết. Anh ta sẽ không nhận ra mình liều lĩnh thế nào cho đến khi có ai đó mất mạng. Amia nhìn Laos, thừa nhận, nếu lần trước không nhờ anh ấy tiêu diệt được một đầu Hydra thì cả nhóm chưa chắc đã lành lặn trở về. Laos thì nghĩ rằng mình chưa làm được gì lớn lao, nhưng anh đã cứu tất cả chúng ta. Cả nhóm đang phải đấu tranh để sinh tồn trước một con Hydra đã mất đi hai đầu. Lyra cho rằng nếu nó còn nguyên vẹn, bọn họ đã bị tiêu diệt từ lâu. Laos hỏi thẳng, cô muốn tôi làm gì? Amia hít sâu, rồi đứng lên, em muốn anh chiến đấu cùng bọn em. Anh là chìa khóa để hạ gục Hydra, bọn em cần anh. Nhưng Laos chỉ lắc đầu, tôi đã nói chuyện với Magulus rồi, câu trả lời của tôi vẫn không đổi. Nasena chứng kiến cuộc trò chuyện, không khỏi thắc mắc, tại sao Amia lại cố gắng hết sức để giúp Magulus? Amia nắm chặt tay, thừa nhận, Magulus có nhiều sai lầm, nhưng anh ấy vẫn là đồng đội của em ấy. Nasena bất chợt nổi giận, còn Laos thì sao? Anh ấy cũng là đồng đội của cô, nhưng cô có làm gì khi anh ấy bị đối xử bất công không? Những lời đó khiến Amia bật khóc, em xin lỗi, Laos, em ấy thật sự hối hận về những gì đã xảy ra. Hồi đó cô ấy quá sợ hãi, nếu Amia chống lại Magulus, cô ấy sợ cũng sẽ bị đuổi khỏi nhóm. Là một mạo hiểm giả mới, Amia không biết nơi nào khác để đi, nhưng giờ đây, cô nhận ra mình đã sai. Magulus đã sai, và em ấy cũng vậy. Dù không đồng ý với cách Magulus hành động, Amia vẫn không muốn anh ta bỏ mạng trong trận chiến vô vọng này. Lyra nói với Laos, Amia thật lòng xin lỗi anh, cô bé đã dằn vặt vì điều này rất lâu rồi. Chúng tôi hiểu nếu anh không muốn giúp, nhưng xin hãy coi việc tham gia này như một lời tha thứ. Laos im lặng, Laos nhìn thẳng vào Amia, nhẹ nhàng nói, anh ấy không giữ ác cảm gì với em ấy, lời xin lỗi của em ấy, Laos chấp nhận. Tuy nhiên, anh ấy không có ý định quay lại với nhóm thần kiếm Inazuma. Amia thoáng thất vọng, nhưng rồi khẽ gật đầu, em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh về chuyện này nữa. Không lâu sau, Mary xuất hiện với một bữa tiệc nhỏ để bồi bổ cho Amia. Trong khi Amia ăn, Laos bắt đầu trò chuyện với Lyra. Anh hỏi, cô ấy có nghĩ rằng Amia sẽ rời khỏi nhóm của Magulus không? Lyra lắc đầu, nếu cô ấy có thể làm vậy, cô ấy đã không ở đây ngay từ đầu. Laos biết rõ Magulus đối xử với mọi người ra sao. Anh ấy khuyên Lyra cũng nên rời khỏi nhóm thần kiếm Inazuma, nhưng Lyra từ chối. Nếu tôi rời đi, Amia sẽ phải tự bảo vệ mình dưới sự lãnh đạo của tên ngốc đó. Tôi không thể để em ấy một mình. Ngày hôm sau, Magulus giới thiệu Lyra với Cie trước trận chiến với Hydra. Khi nhìn thấy Cie, Lyra khẽ cau mày, cảm giác quen thuộc khiến cô nghi ngờ. Tại sao anh lại cải trang như vậy? Cie cố gắng lảng tránh, khẳng định rằng họ chưa từng gặp nhau. Nhưng khi anh quay đi, Lyra nhận ra thanh kiếm trên lưng anh. Thanh kiếm đó nó từng thuộc về Rolando. Anh đã đánh cắp nó sao? Cie hốt hoảng giải thích nó được trao cho tôi như một món quà. Tôi không phải kẻ trộm. Dù Cie phủ nhận, anh đã lỡ thừa nhận quen biết Rolando. Điều này xác nhận với Lyra rằng anh chính là Cie mà cô từng biết. Tuy vậy, Lyra quyết định giữ kín danh tính của anh, cảm nhận rằng điều đó quan trọng với Cie. Sau đó trong ngày, Laos và Axena tiếp tục khám phá mê cung như thường lệ. Tuy nhiên, tâm trí của Laos không khỏi lo lắng về Amia và nhóm thần kiếm Inazuma. Anh không biết liệu họ có đủ sức để chống lại Hydra lần nữa hay không. Trong khi đang suy nghĩ, anh để Nasena tự mình đối mặt với vài con quái vật cấp trung. Cô ấy đã thể hiện rất tốt, đánh bại từng con một cách gọn gàng. Nhưng tất cả hoạt động liên tục đó khiến Nasena cảm thấy đói bụng. Laos liền đề nghị Nasena nghỉ ngơi và ăn trưa thôi. Nasena vui mừng đồng ý, cô lấy ra một bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ sáng. Laos nhìn qua đống thức ăn và nhíu mày, tất cả những món này chỉ cho bữa trưa thôi sao? Nasena cười giải thích, Amia không ăn nhiều món mà Mary làm hôm qua, nên sáng nay, Mary đưa thức ăn thừa cho em ấy và bảo không được lãng phí. Khi cả hai ăn, Laos bắt đầu chia sẻ thêm thông tin về Hydra. Hydra có cơ bắp cực kỳ rắn chắc, làm cho nó gần như không thể xuyên thủng. Nó cũng có nọc độc và lớp vảy có thể làm trạch hướng cả tấn công vật lý lẫn phép thuật. Nghe đến đây, Nasena cau mày, đánh bại nó nghe có vẻ khó khăn. Anh có nghĩ Amia sẽ ổn không? Laos trấn an, đừng lo, một loại thuốc giải độc cho nọc độc của Hydra đã được phát triển và bán ở Mata. Ngộ độc không còn là vấn đề. Nhưng Nasena nhắc nhở, Magulus từ chối mua thuốc giải độc. Nhớ chứ, nếu ai đó bị đầu độc, họ chỉ có thể dựa vào phép giải độc của Lyra. Laos gãi đầu, nhận ra tình huống của nhóm thần kiếm Inazuma thực sự không lý tưởng. Thấy Nasena lo lắng cho Amia, Laos nhẹ nhàng nói, đừng lo, họ có thể tự lo liệu. Magulus có thể là một tên ngốc, nhưng khi nghiêm túc, anh ta vẫn là một kiếm sĩ đáng gờm. Nếu Saberia di chuyển đủ nhanh, cô ấy có thể tránh được hầu hết các đòn tấn công của Hydra. Tuy nhiên, việc
đối đầu với con quái vật khổng lồ này vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cả nhóm. Laos khẳng định họ có thể tự xử lý, đừng lo lắng quá. Anh đứng dậy, thúc giục tiếp tục hành trình. Nhưng Nasina đã chán ngấy với việc khám phá mê cung, cô ấy bất ngờ đề xuất, chúng ta thử gì mới đi, gần đây có một đầm lầy, đến đó xem sao. Trong khi đó, tại đầm lầy, nhóm thần kiếm Inazuma đang đối đầu với Hydra. Magulus và đồng đội hợp sức tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Xie với kỹ năng đặc biệt của mình đã gây tổn thương nghiêm trọng cho Hydra. Anh thậm chí có thể kết liễu nó ngay lập tức, nhưng bất ngờ dừng lại và quay về đội hình. Magulus không hiểu, hỏi, tại sao anh không kết thúc nó luôn? Xie cười nhẹ đáp, chẳng phải sẽ ngầu hơn nếu thủ lĩnh đội là người kết liễu nó sao? Magulus đồng ý ngay và lao lên tấn công lần nữa không chút do dự. Lyra đứng phía sau, thở dài, ước gì anh ta bớt liều lĩnh một chút. Nhưng Saberia chỉ cười, đó là cách của cậu ấy. Lyra chữa trị nhanh cho Saberia, giúp cô ấy sẵn sàng quay lại trận chiến. Từ góc nhìn của Lyra, CE có lẽ là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng anh dường như không định tham gia thêm. Việc kết liễu Hydra giờ hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm thần kiếm Inazuma. Những đòn tấn công trước đó của CE đã làm Hydra suy yếu. Nếu Saberia có thể tiếp tục đánh lạc hướng nó, Magulus với chiến lược tấn công trực diện sẽ có cơ hội kết thúc trận chiến. Amiya cũng không đứng ngoài. Cô liên tục sử dụng phép thuật, khiến Hydra không thể tập trung toàn bộ sức mạnh vào một mục tiêu duy nhất. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu không có gì thay đổi, chiến thắng sẽ thuộc về họ. Hydra gầm lên, dùng sức mạnh khổng lồ của mình ném một tảng đá lớn về phía Amiya. Cô ấy bị hất ngã mạnh xuống đất, còn con quái vật khổng lồ thì lừ lừ tiến lại gần, lấp ló trên cơ thể cô, ánh mắt đầy đe dọa. Amiya cứng đờ vì sợ hãi, cảm giác kinh hoàng ấy, vốn vô hình với hầu hết mọi sinh vật, giờ đây lại hiển hiện trong không khí, như thể dòng xương đen toát ra từ cơ thể cô. Hydra, kẻ chuyên săn nỗi sợ hãi, CE nhanh chóng nhận ra, do mức độ mana bất thường trong khu vực, mê cung này không chỉ là nơi trú ẩn lý tưởng mà còn cung cấp nguồn sức mạnh vô tận cho Hydra. Nó bắt đầu hấp thụ và phát triển, cơ thể càng lúc càng lớn hơn. Cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ và rõ ràng không ai trong đội có thể xử lý tình huống này một mình. CE bước lên, đưa ra quyết định nhanh chóng. Anh ra lệnh cho Lyra chăm sóc Amiya, đồng thời yêu cầu Magulus rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, Magulus từ chối, anh ta hét lớn, chúng ta đã gây quá nhiều sát thương rồi, chỉ cần thêm một cú nữa. Nói rồi, Magulus nhảy lên không trung, định chém đầu Hydra. Nhưng ngay khi thanh kiếm của anh chạm vào, nó vỡ vụn thành từng mảnh, không còn vũ khí. Magulus hoàn toàn bất lực khi Hydra chuẩn bị phản công. Tuy nhiên, trước khi đòn tấn công chí mạng kịp giáng xuống, Laos và Nasena xuất hiện, chặn đứng Hydra và làm nó lùi lại. CE gật đầu cảm ơn họ, nhưng nói ngắn gọn, từ đây, để tôi lo, các cậu hãy đi kiểm tra Amiya. Lyra đã bắt đầu chữa trị cho Amiya, nhưng vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng. Thêm vào đó, khả năng chống lại ma thuật của Amiya khiến phép thuật chữa lành thông thường gần như không có tác dụng. Laos đề nghị giúp đỡ bằng cách sử dụng một loại phép chữa trị đặc biệt. Lyra dù không tin lắm vào hiệu quả của nó nhưng cô ấy vẫn nhường chỗ. Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ khác. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Laos bắt đầu sử dụng phép thuật để chữa lành cho Amiya. Anh ấy liên tiếp trồng phép trị thương lên nhau. Khi những luồng sáng chữa trị bao bọc lấy cô, Amiya từ từ hồi phục. Mặc dù Lyra vẫn thấy tất cả những gì diễn ra thật kỳ lạ và có phần khó tin, Lyra thầm nghĩ rằng đây là điều phi lý nhất mà cô từng chứng kiến trong ngày. Tuy nhiên, Magulus và Saberia thì hoàn toàn bình thản, coi đây như một sự thật hiển nhiên. Bọn họ toàn được Laos chữa cho như vậy từ trước đến giờ mà, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên về điều đó. Lyra bèn giải thích rằng không chỉ là rất khó để thực hiện các phép thuật chữa lành như vậy, mà cô chưa từng nghe thấy ai có khả năng nâng cao hiệu quả của chúng đến mức này. Khi Amiya tỉnh dậy, cô ấy ngay lập tức cảm ơn Laos vì đã giúp đỡ, nhưng sau đó kiệt sức và ngất đi. Laos đã chữa lành phần lớn vết thương của cô, vì thế cô chỉ cần một thời gian ngắn nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Ngay khi Laos tưởng rằng công việc đã hoàn tất, Hydra xuất hiện với tiếng hét vang vọng, giống như một lời thách thức giữa chiến trường. Laos, đến đây nào, ta muốn tái đấu. Sự xuất hiện của Hydra khiến Laos bối rối, nhưng anh không ngần ngại đáp lại lời mời. Laos quyết định đối đầu với Hydra một lần nữa. Nasena đứng bên cạnh, lập tức nói rằng cô sẽ cùng anh tham gia trận chiến. Dù Laos khuyên can, Nasena vẫn cương quyết không thay đổi ý định, và cuối cùng anh đành đồng ý với điều kiện cô phải rút lui ngay nếu cảm thấy nguy hiểm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, CE ra hiệu cho những người xung quanh không nên can thiệp để tránh nguy hiểm. Nasena tung cú đấm đầu tiên để phân tán sự tập trung của Hydra, và Laos ngay lập tức theo sau. CE cũng chớp lấy khoảnh khắc đó liền vung kiếm chém vào một trong những chiếc đầu của nó. Hydra gầm lên đầy phẫn nộ. Magulus đứng nhìn trong sự kinh ngạc, không ngờ rằng CE lại mạnh mẽ đến thế. Nhưng Magulus vẫn không khỏi thắc mắc tại sao thanh kiếm của anh ta vẫn còn nguyên vẹn sau khi chạm trán Hydra, trong khi phần lớn vũ khí khác đều tan vỡ. Lyra giải thích rằng CE đang sử dụng một thanh kiếm ma thuật đặc biệt, mạnh hơn nhiều so với vũ khí thông thường. Tuy nhiên, kiếm ma thuật cực kỳ hiếm, và Magulus tự hỏi CE là ai và bằng cách nào anh có được thanh kiếm đó. Cuộc chiến tiếp tục và Nasena tung cú đấm mạnh vào ngực Hydra, nhưng không may cô trượt chân, khiến Hydra lợi dụng thời cơ để tấn công và hạ gục cô. Hydra nhìn chằm chằm vào Laos và tuyên bố rằng nó phát ngấy với việc bị quấy rối bởi những người khác. Nó muốn một cuộc chiến công bằng, một chọi một, nếu không sẽ kết liễu Nasena ngay lúc này. Cả đội, đặc biệt là Saberia không ngờ rằng Hydra lại thông minh đến mức không chỉ giao tiếp mà còn biết cách dùng con tin để đe dọa. Để bảo đảm an toàn cho Nasena, Laos yêu cầu CE và Lyra không can thiệp nữa, và anh quyết định tự mình đối đầu với Hydra. Laos lao vào tấn công Hydra và nhanh chóng khiến nó bị thương.
nặng, nhưng trong một khoảnh khắc, anh mất ý thức, khiến mọi người ngạc nhiên vì không nghĩ anh có thể chịu đựng thêm. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, Laos tập trung toàn bộ sức lực để đứng dậy, cố gắng bảo vệ Nasena đến cùng. Một luồng năng lượng kỳ lạ bắt đầu tuôn ra từ cơ thể Laos và anh đứng dậy đối mặt với Hydra với sức mạnh ma lực khổng lồ. Trước khi Hydra có cơ hội phản công, Laos lao về phía trước, một đường kiếm điều luyện xé toạc tất cả những chiếc đầu của Hydra trong một động tác nhanh gọn. Hydra bị đánh bại và Laos lại mất ý thức. Khi tỉnh dậy, anh thấy Nasena đứng trước mình, lo lắng hỏi thăm. Laos mỉm cười và nói rằng anh ổn, mặc dù trong lòng vẫn còn chút mệt mỏi sau trận chiến sinh tử vừa qua. Mọi người đều chú ý đến tình trạng của Laos, nhưng Laos lại lo lắng cho sức khỏe của Nasena hơn, vì Nasena vừa bị một đòn trực tiếp từ Hydra. Nhưng cô ấy đã ổn, tất cả là nhờ vào nọ thuốc giải độc khẩn cấp mà Lyra mang theo, một món đồ cực kỳ đắt đỏ. Lyra còn nói đùa rằng sẽ tính phí cô ấy sau. Lyra hỏi Laos về chuyện xảy ra với anh ấy trước đó, nhưng Laos có vẻ hoàn toàn không biết cô đang nói gì. Ngay lúc đó, Magulus chen ngang với lời khen ngợi về sức mạnh của Laos và ra sức thuyết phục anh trở lại nhóm của mình. Nhưng Laos ngắt lời Magulus, thẳng thừng từ chối, khẳng định rằng sẽ không bao giờ tái gia nhập nhóm của Magulus. Magulus vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục ca tụng về giá trị của những viên đá phép từ Hydra. Hắn khẳng định rằng nếu Laos đồng ý tham gia, phần thưởng sẽ được chia làm ba. Điều này khiến Laos thấy nghi ngờ. Anh hỏi rằng tại sao chỉ chia phần thưởng làm 3 phần. Magulus trả lời rằng hắn sẽ chỉ chia cho anh, Saberia và bản thân hắn, còn những người khác sẽ không nhận gì. Theo hắn, Lyra và CE chỉ mới tham gia nên không đáng để hắn quan tâm. Magulus tiếp tục nói về Amia, người mà hắn cho là sợ hãi và vô dụng đến mức hắn muốn bán cô làm nô lệ để tránh phải bận tâm đến cô. Đến đây, Laos đã cảm thấy không thể chịu đựng được thêm. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Nasena đã đứng lên, tung cú đấm làm Magulus ngã xuống đất. Magulus gào lên, bảo rằng hành động này vi phạm quy tắc của hội và hắn sẽ báo cáo để đuổi Nasena khỏi guild. Hắn quay sang hỏi những người xung quanh có ai chứng kiến việc Nasena tấn công hắn. Nhưng kỳ lạ thay, không ai nhìn thấy rõ ràng và tất cả chỉ nhớ đến hình ảnh Magulus cùng Saberia bàn tính về việc bán Amia. Điều này hoàn toàn vi phạm quy định của hội và mọi người bắt đầu chuyển sự ủng hộ về phía Nasena. Magulus và Saberia vừa bị bắt quả tang đang âm mưu buôn người. Việc này rõ ràng là một tội ác nghiêm trọng. CE không thể bỏ qua một hành động tàn ác như vậy, quyết định sử dụng thẩm quyền của mình. Với gương mặt nghiêm nghị, anh tuyên bố rằng sẽ bắt giữ Magulus và Saberia ngay lập tức. Khi trở về hội, cả nhóm phát hiện ra rằng CE là một nhà thám hiểm được hoàng gia tin tưởng và phái đi trực tiếp để điều tra tình trạng an ninh tại thị trấn này. Thực ra, CE đã nhận được báo cáo rằng an ninh thị trấn đang suy giảm do các hành động của một số nhà thám hiểm ở đây. Vì thế, hoàng gia đã cử anh đến điều tra, và ngay khi vừa đặt chân tới anh đã phát hiện hành vi tội lỗi của Magulus và Saberia. Lyra ngay lập tức hỏi điều gì sẽ xảy ra với hai kẻ này. CE trả lời rằng, theo quy tắc của hội, họ sẽ bị trục xuất ngay lập tức và bị buộc tội buôn người. Đối mặt với tội danh này, họ có thể phải lãnh án tù suốt đời và lao động khổ sai. Nghe vậy, Magulus và Saberia bắt đầu run rẩy, sợ hãi tột độ. Cả hai cầu xin tha thứ, mong CE sẽ giảm nhẹ hình phạt. Lời cầu khẩn tuyệt vọng của họ khiến Laos cảm thấy thương cảm. Anh yêu cầu CE ra ngoài để nói chuyện riêng một lát. CE đồng ý và hỏi Laos muốn nói gì. Laos bắt đầu giải thích rằng, mặc dù Magulus và Saberia đã làm sai, họ không phải lúc nào cũng như thế này. Cũng như anh, họ từng có ước mơ phiêu lưu mạo hiểm. Tuy nhiên, theo thời gian, ước mơ của họ dần bị thay đổi bởi tham vọng danh tiếng và tiền tài. Laos nói rằng dù nhiều người đã từ bỏ hai kẻ này, anh vẫn muốn cho họ một cơ hội để sửa sai. Anh khẩn khoản xin CE hãy để họ đi lần này và cảnh cáo họ thay vì áp đặt hình phạt khắc nghiệt. CE ban đầu không hiểu tại sao Laos lại có thể rộng lượng đến vậy. Nhưng cuối cùng, vì tôn trọng ý nguyện của anh, CE đồng ý. Anh cảnh cáo Magulus và Saberia rằng nếu còn nghe thêm bất kỳ tin đồn nào về hành vi xấu của họ, anh sẽ không khoan nhượng. Nếu còn tiếp tục gây rối, họ sẽ không bao giờ còn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Hiểu được lời cảnh báo, Magulus và Saberia lập tức lảng tránh. Cả hai nhanh chóng bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi nơi này càng xa càng tốt. Amherst quay sang hỏi CE liệu việc để hai người đó ra đi có quá dễ dãi hay không. CE trầm ngâm trả lời rằng ngay cả khi họ bị trục xuất, điều đó cũng không làm cho họ trở thành người tốt hơn. Anh quyết định sẽ giám sát họ để xem liệu bài học này có thể thay đổi hành vi của họ hay không. Cùng lúc đó, Nasena xin lỗi Laos vì đã kéo anh vào tình huống giúp đỡ Magulus, nhưng Laos nhẹ nhàng đáp lại rằng không sao cả. Dù anh không thể quên được cách mà Magulus và Saberia từng đối xử với mình, nhưng giờ đây, khi họ đã rời khỏi thị trấn, anh thấy an tâm hơn rất nhiều, anh không còn phải bận tâm về họ nữa. Cuối ngày hôm đó, CE gặp riêng Lyra để giải thích lý do thực sự anh đến thành phố này. Anh tiết lộ rằng anh được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động của quái vật ở khu vực này, vì gần đây có một lượng bất thường các sự kiện xảy ra. CE nghi ngờ rằng có điều gì đó không minh bạch đang diễn ra. Anh bày tỏ rằng sẽ cần sự hỗ trợ của Lyra để giải quyết vấn đề này. Anh ngỏ lời muốn hợp tác với cô để điều tra. Lyra suy nghĩ một lúc, sau đó đáp rằng cô sẽ đồng ý với điều kiện Amia cũng phải được tham gia vào nhóm. CE đồng ý ngay lập tức, thấy rằng điều này sẽ càng giúp ích cho nhiệm vụ của mình. Anh mừng vì càng có thêm thành viên, anh càng mở rộng được tầm ảnh hưởng và giám sát. Ngày hôm sau, CE và cả nhóm gặp Laos với Nasena để cùng ăn sáng.
Họ ngồi lại và thông báo về việc ba người bọn họ sẽ thành lập một đội để tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách trước mắt. Nasena rất bất ngờ khi nghe được điều này. Nhóm của họ dường như khá cân bằng về khả năng. Họ có một chiến binh, một healer và một pháp sư. Laos hỏi Amia liệu cô có thoải mái với sắp xếp này không. Amia cảm thấy rất hài lòng vì nếu không có Cie và Lyra giúp đỡ, cô đã không biết sẽ đi đâu. Cô mang lòng biết ơn sâu sắc với họ. Sau bữa sáng, Nasena hỏi Laos về kế hoạch hôm nay. Bất ngờ thay, Laos đáp rằng điều đầu tiên anh muốn làm là tới hội. Thông thường họ sẽ không đến đó sớm như vậy, nhưng do cuộc náo loạn hôm qua Laos quên mất chưa đổi ma thạch của Hydra lấy tiền. Vì vậy anh ấy muốn hoàn tất chuyện này trước, nhưng viên ngọc không phải lý do duy nhất. Laos cũng đang suy nghĩ về việc nhận một nhiệm vụ từ hội. Đây là cách để kiếm thêm thu nhập ngoài việc bán ngọc phép. Nasena hiểu rằng nhiệm vụ ở hội thường yêu cầu tiêu diệt quái vật, tìm kiếm vật phẩm đặc biệt hoặc làm vệ sĩ cho các thương nhân. Đổi lại, hội sẽ trả thù lao. Tuy nhiên, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình nhận nhiệm vụ. Laos nhắc nhở cô rằng nếu muốn trở thành một nhà phiêu lưu thành công, cô cần tích lũy kinh nghiệm thông qua nhiệm vụ bên cạnh việc chiến đấu với quái vật. Nasena cảm động trước sự quan tâm của Laos, nhưng khi thấy cô im lặng, Laos hỏi liệu có chuyện gì không ổn. Gương mặt của anh hơi quá gần, khiến cô ấy đỏ mặt và cố gắng chuyển đề tài. Chẳng bao lâu sau, họ đến hội, nhưng dường như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào họ. Nasena tự hỏi tại sao không khí ở đây lại có phần căng thẳng. Lúc này, Laos nghe loáng thoáng những người phiêu lưu khác bàn tán, cảm giác mình đang bị chú ý. Laos đơn thân độc mã hạ gục con Hydra khổng lồ, và giờ cậu đã hiểu tại sao mọi người lại chú ý đến mình. Laos kéo Nasena qua một bên và cảnh báo cô rằng từ giờ họ phải thận trọng hơn, vì những người khác trong hội đã biết về trận chiến với Hydra và có thể có kẻ sẽ nhắm tới viên đá ma thạch quý giá từ Hydra của họ. Ngay lúc đó, Laos và Nasena bị một nhóm mạo hiểm giả áp sát. Laos nhận ra người đứng đầu nhóm là Manuel, anh ta muốn nói chuyện riêng với Laos. Laos chần chừ, cảm thấy có gì đó không ổn, vì trông như Manuel đang có ý định phục kích cậu. Manuel nhanh chóng nhận ra hiểu lầm, anh bảo nhóm của mình đi ra ngoài chờ để Laos không căng thẳng. Manuel xin lỗi vì đã đến gặp với nhóm đông người, nhưng anh nói rằng khi mọi người biết Laos hạ gục Hydra, ai cũng tò mò muốn hỏi thăm anh ấy. Tuy nhiên, trước khi nói chuyện về Hydra, Manuel nghiêm túc xin lỗi Laos vì đã không giúp đỡ anh ấy khi anh ấy cần. Mọi người trong hội đều biết Magulus luôn ngược đãi Laos, nhưng không ai can thiệp mà đều làm ngơ vì không muốn đụng độ với Magulus. Tệ hơn nữa, họ còn đùa cợt sau lưng Laos, khiến họ không khác gì Magulus. Manuel thừa nhận rằng dù anh không trực tiếp gây hại cho Laos, nhưng anh đã sai khi làm ngơ. Anh hy vọng Laos có thể tha thứ, nhưng ngay lập tức, Nasena ngắt lời, không thể tha thứ dễ dàng như vậy. Laos đã phải chịu đựng quá nhiều sự giày vò, và nếu họ thật sự muốn được tha thứ họ phải quỳ gối xin lỗi suốt 3 ngày 3 đêm. Laos ngăn Nasena lại, khuyên cô rằng nếu bắt họ quỳ gối cầu xin sẽ có người nghĩ anh là kẻ tồi tệ. Dù đã đánh bại được Hydra, Laos vẫn cho rằng mình chỉ là một trị liệu sư yếu kém, chỉ biết dùng một phép hồi phục đơn giản. Anh ấy tin rằng việc họ gọi anh là kẻ ngu ngốc cũng không hoàn toàn sai. Laos mỉm cười và vươn tay ra, tỏ ý rằng anh ấy không hề giữ hiềm khích nào. Manuel bắt tay cậu, hứa rằng nếu Laos gặp khó khăn, anh và nhóm sẽ sẵn sàng hỗ trợ. Sau khi giải quyết mọi chuyện, Laos và Nasena cuối cùng cũng đem viên đá ma thuật của Hydra đến gặp Amherst để định giá. Amherst sững sờ khi thấy viên đá, vì đây là loại đá ma thuật độc nhất cô từng thấy từ trước đến nay. Sự đột biến của Hydra đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc viên đá, khiến giá trị của nó có thể cao gấp 10 lần giá trị thông thường. Tuy nhiên, việc Hydra đột biến ngay trong đầm lầy lại là một dấu hiệu bất thường, vì nơi đó không có đủ mana để gây ra sự đột biến. Amherst giải thích rằng mana có thể tích tụ bên ngoài mê cung, nhưng hiếm khi xảy ra tự nhiên như vậy. Thêm vào đó, Laos và Nasena còn gặp một con Orose cấp cao ở tầng trên của mê cung, điều này chứng tỏ có điều bất thường đang xảy ra. Nasena thắc mắc vì sao hội không làm gì, chẳng hạn như gửi đoàn thám hiểm điều tra nguyên nhân những sự cố kỳ lạ này. Đó là một câu hỏi hợp lý, nhưng trách nhiệm này thuộc về giám đốc chi nhánh chứ cô ấy chẳng thể làm được gì hơn. Trên đường đi ngang qua văn phòng của Hanzum, Laos và Nasena quyết định báo cáo những điều bất thường mà họ đã chứng kiến. Trong văn phòng, Nasena kể chi tiết về những quái vật mạnh bất thường ở tầng thấp và sự đột biến của Hydra bên ngoài mê cung. Tuy nhiên, Hanzum không hề quan tâm, thậm chí còn xem đây là một vấn đề không đáng. Laos cố gắng thuyết phục rằng nếu không tìm hiểu nguyên nhân quái vật trở nên mạnh hơn, những nhà thám hiểm khác có thể gặp nguy hiểm. Thế nhưng, Hanzum vẫn phớt lờ, cho rằng nếu những nhà thám hiểm bị thương hay thậm chí bỏ mạng, đó là lỗi của họ. Laos nhận ra rằng Hanzum không có ý định hành động, nên đề nghị ít nhất hãy đăng cảnh báo về nguy hiểm. Nhưng đáp lại, Hanzum tỏ rõ ác cảm với Laos, cảnh báo anh ấy rằng hoặc ngừng than phiền hoặc rời khỏi thị trấn. Thất vọng, Laos và Nasena rời khỏi văn phòng. Ra bên ngoài, Nasena vô cùng giận dữ vì thái độ của Hanzum. Laos cố xoa dịu cô, nói rằng có thể Hanzum quá bận rộn. Tuy nhiên, Nasena giận dữ không phải vì sự từ chối, mà vì cách Hanzum đối xử với Laos một cách thù địch vô lý. Amherst trấn an Nasena, giải thích rằng Hanzum từ lâu đã nổi tiếng là một người ẩn giật và khó chịu. Dù Hanzum không phải là người lãnh đạo lý tưởng, anh vẫn hoàn thành công việc, nên ít ai dám phàn nàn về anh. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của anh là đòi hỏi mọi người phải hoàn hảo và thường mắng mỏ ngay cả với những sai lầm nhỏ nhất. Lo lắng trước thái độ của Hanzum, Nasena trầm ngâm. Để xua tan bầu không khí, Laos đề nghị một nhiệm vụ mới và hy vọng có thể làm cùng với Nasena. Amherst vui vẻ giúp đỡ và đưa cho Laos danh sách các nhiệm vụ hiện có. Tuy nhiên,
nhiệm vụ chủ yếu chỉ là những việc nhàm chán như tìm người bạn bị lạc khi đi câu cá trong mê cung. Nasena thất vọng rõ rệt, cảm thấy những nhiệm vụ này quá tầm thường. Dù em Hurst hiểu sự thất vọng đó, cô vẫn nhắc nhở Nasena rằng đây là công việc chính thức và có trả công. Khi tiếp tục lướt danh sách, Laus phát hiện ra một nhiệm vụ có vẻ thử thách, đánh bại một quái vật. Điều này khiến Nasena phấn khích vì đây sẽ là một cơ hội để thể hiện sức mạnh. Em Hurst nhanh chóng giải thích rằng nhiệm vụ này không hẳn phù hợp với nhóm họ. Con quái vật họ cần tiêu diệt là một con phượng hoàng sống gần vòng dịch chuyển giữa các tầng và phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh nếu họ thành công. Tuy nhiên, nhóm hiện tại chỉ có một chiến binh và một người chữa lành, không đủ khả năng đối đầu với một sinh vật mạnh như phượng hoàng. Laus cũng đồng ý rằng không thể đánh bại nó khi thiếu một người tấn công tầm xa. Em Hurst nói rõ rằng nhóm chỉ được phép nhận nhiệm vụ nếu có thêm một chiến binh, một pháp sư và một người chữa lành với khả năng phục hồi toàn đội. Laus suy nghĩ một lúc và chợt nhớ ra một nhóm khác có đủ các thành viên cần thiết. Ngay sau đó, Laus đã chủ động gặp nhóm của Cie, một nhóm có đủ các thành viên mà em Hurst yêu cầu. Laus gặp Cie và nhóm của anh để bàn về nhiệm vụ khuất phục phượng hoàng. Cả Lyra và Cie đều rất hào hứng với thử thách, nhất là khi Cie có cơ hội theo dõi và hỗ trợ Laus sát cánh trong cuộc phiêu lưu này. Trước khi đồng ý, Lyra quay sang hỏi Amia xem liệu cô có sẵn lòng tham gia nhiệm vụ hay không. Amia không phản đối, nhưng cô thắc mắc liệu Laus có thực sự muốn mình đồng hành sau những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Laus mỉm cười, trấn an Amia rằng anh không giận cô. Anh chỉ mong cô thừa nhận rằng hành vi của mình trước đó là sai. Nếu cô có thể làm điều đó, anh tin rằng cả hai sẽ có thể làm việc cùng nhau tốt hơn trong tương lai. Sau khi thống nhất, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Họ kéo nhau ra khu chợ để sắm sửa các thiết bị cần thiết, từ vũ khí đến áo giáp và đồ dùng thiết yếu. Khi mọi người đang bận rộn mua sắm, Laus đề nghị ghé qua một tiệm thuốc để mua một số loại kem bôi chữa bỏng, giúp vết thương lành nhanh hơn. Nasena rất ngạc nhiên trước kiến thức sâu rộng của Laus về việc chuẩn bị cho nhiệm vụ, nhưng cô cũng bắt đầu lo lắng rằng anh có thể không cần sự giúp đỡ của cô nữa. Khi đang trầm tư, Nasena bất ngờ bị ai đó tóm lấy từ phía sau. Bản năng tự vệ trỗi dậy, cô phản ứng ngay lập tức và cố gắng tung cú đấm vào kẻ tấn công. Tuy nhiên, người này nhanh nhẹn tránh được đòn và lùi lại một cách điêu luyện. Khi Nasena nhìn kỹ, cô nhận ra người đó là Ranma, một nữ thám hiểm nổi tiếng với danh hiệu nữ thần lửa. Ranma là một người bạn thân của cha cô và luôn được ngưỡng mộ trong giới thám hiểm nhờ kỹ năng phi thường và sức mạnh đáng gờm. Ranma đến đây theo yêu cầu của gia đình Nasena vì cô ấy đã rời khỏi nhà mà không báo trước. Ranma nhanh chóng suy luận rằng lý do Nasena bỏ đi có liên quan đến người đàn ông bên cạnh cô. Sau khi nhận ra nhau, cả ba quyết định vào một quán ăn để trò chuyện. Trong lúc ăn, Laus tiết lộ rằng anh từng là học trò của Ranma một thời gian ngắn, dù không phải là một học sinh xuất sắc theo nhận xét của cô. Ranma nở nụ cười nhếch mép, chỉ chiếc nĩa về phía anh, rồi bảo rằng cô muốn nói chuyện riêng với Nasena về gia đình của cô bé và yêu cầu Laus rời khỏi bàn. Tuy nhiên, Laus kiên quyết không rời đi, khẳng định rằng anh và Nasena là đồng đội và vấn đề của cô cũng là vấn đề của anh. Anh nghi ngờ rằng Ranma có thể cố ép Nasena quay về nhà. Ranma cười khẩy trước sự cứng rắn của Laus, thách thức rằng ngay cả khi cô muốn đưa Nasena về, Laus cũng không ngăn cản được. Laus sẵn sàng thử sức nếu cô thực sự có ý định đó. Không để anh phải chờ lâu, Ranma giơ tay tạo ra một quả cầu lửa nhỏ và phóng về phía Laus. Tuy nhiên, anh dễ dàng né tránh mà không hề nao núng, khiến Ranma thay đổi đánh giá về năng lực của anh. Cuối cùng, cô đồng ý để anh ở lại, nhận thấy Laus đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với lần gặp cuối. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, Nasena giải thích rằng cô không hề bỏ trốn mà chỉ quên nói trước với cha mẹ. Dù không chào từ biệt, cô đã để lại một lời nhắn rằng mình rời đi để ở bên một người đàn ông lớn hơn mình gần 10 tuổi. Cả Laus và Ranma đều sững sờ trước điều này, và Laus cuối cùng cũng hiểu được nỗi lo của gia đình Nasena. Ranma sau đó trấn an cả hai rằng cha mẹ Nasena không phản đối việc cô trở thành một nhà thám hiểm, chỉ là lo lắng vì cô đã đi mà không thông báo đầy đủ. Khi thấy cô đi cùng Laus, Ranma tin tưởng rằng Nasena sẽ an toàn và không cần lo lắng thêm. Sau khi đảm bảo mọi thứ ổn, Ranma để hai người tiếp tục công việc của họ. Dù vậy, lý do chính mà Ranma đến thị trấn này không chỉ là để kiểm tra Nasena. Cô đang điều tra hành động mờ ám của hội trưởng hội mạo hiểm giả, người có vẻ đang âm mưu điều gì đó không rõ ràng. Ngày hôm sau, cả nhóm tiến vào mê cung với vòng tròn dịch chuyển. Vừa dịch chuyển tới, Nasena vô cùng tập trung cảnh giác nhưng phượng hoàng không có ở đó như cô nghĩ. Laus giải thích rằng loài phượng hoàng thường có kích thước khổng lồ và không thể di chuyển trong không gian chật hẹp của mê cung này. Nhóm quyết định tiến sâu hơn để tìm phượng hoàng. Cuối cùng, họ đến một khu vực rộng lớn nơi lý tưởng cho loài phượng hoàng sinh sống. Theo thông tin từ Lyra, mê cung này mới được khám phá gần đây nên còn nhiều lối đi chưa ai đặt chân và kho báu chưa ai tìm thấy, khiến Nasena và Amia hào hứng. Tuy nhiên, phượng hoàng lại chặn đường đến vùng đất chưa khám phá, khiến các mạo hiểm giả không thể tiến vào. Vì lý do đó, hội đã treo thưởng lớn cho ai tiêu diệt được phượng hoàng. Laus quan sát xung quanh và phát hiện dấu vết cháy xém trên các trụ đá đổ nát, dấu hiệu cho thấy phượng hoàng từng có mặt ở đây. Để xác nhận, anh ném một hòn đá ra giữa phòng, tạo tiếng động lớn nhằm dụ phượng hoàng xuất hiện. Không lâu sau, phượng hoàng thật sự xuất hiện trước mặt họ, sẵn sàng cho cuộc đối đầu sắp tới. Phượng hoàng xuất hiện trong sự rực rỡ của ngọn lửa, làm sáng bừng không gian trước mặt nhóm. Tất cả đều sẵn sàng đối mặt với con quái vật mạnh mẽ này, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trong khi đó, tại hội mạo hiểm, em Hurst đang ngồi buồn tẻ ở bàn làm việc. Cô cảm thấy chán nản và chẳng có gì để làm,
cho đến khi bất ngờ Ranma bước vào. Em Hurst lập tức đứng dậy, tỏ ra vô cùng quan tâm và vui mừng chào đón cô. Ranma ngạc nhiên trước sự thân thiện này của em Hurst, nhất là khi biết rằng cô là một nhân viên của hội mạo hiểm, vốn nổi tiếng là lạnh lùng và không quan tâm đến các nhà thám hiểm. Tuy nhiên, sau một cái nhìn kỹ hơn, em Hurst nhận ra Ranma không phải là một nhà thám hiểm bình thường. Em Hurst không biết rõ Ranma là ai hay chức danh của cô, nhưng với bộ đồ ma thuật đắt tiền mà Ranma đang mặc, cô chắc chắn rằng cô ấy phải là người giàu có và có địa vị. Em Hurst liền hỏi xem có thể giúp đỡ Ranma như thế nào. Ranma trả lời rằng cô muốn gặp chủ tịch chi nhánh của hội mạo hiểm. Em Hurst hơi ngạc nhiên vì chủ tịch rất ít khi tiếp khách. Cô hỏi Ranma có cuộc hẹn nào không, nhưng Ranma thừa nhận là không có. Em Hurst còn hỏi liệu Ranma có phải là bạn của chủ tịch chi nhánh không, nhưng Ranma từ chối. Mặc dù cô có một mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch, nhưng nó không phải là mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí cô còn muốn giết ông ta. Ngay khi Ranma thừa nhận điều này, em Hurst lập tức không thể giúp đỡ nữa, vì cô không thể đứng về phía ai đó muốn hạ sát chủ tịch. Sự tử tế của em Hurst cũng lập tức biến mất, và cô bắt đầu gọi Ranma là kẻ ngốc. Ranma không có thời gian để giải quyết những lời này. Nếu em Hurst không gọi thì cô ấy quyết định sẽ làm theo cách của mình. Một hỏa cầu ngay lập tức được Ranma triệu hồi ra. Em Hurst sợ hãi và vội vã bỏ chạy. Ranma hướng đến văn phòng của chủ tịch chi nhánh, sẵn sàng đối mặt với ông. Tuy nhiên, ngay khi cô chuẩn bị ra tay, Han Jung xuất hiện và ngăn cản cô. Han Jung nhẹ nhàng nói với Ranma rằng nếu cô cần bất cứ điều gì, cô có thể nói chuyện với anh ta. Han Jung cảnh báo em Hurst rằng nếu Ranma muốn, cô ấy hoàn toàn có thể biến mọi người trong tòa nhà này thành tro bụi chỉ bằng một cái vung tay. Điều này khiến không khí trở nên căng thẳng và anh ta nhanh chóng khuyên cô nên rời đi trước khi làm Ranma tức giận thêm một lần nữa. Trong khi đó, ở Mê Cung, nhóm thám hiểm vẫn đang chiến đấu với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không hề xuống gần đất mà vẫn ở trên không trung, khiến cho việc tấn công trở nên vô cùng khó khăn. Laos cảm thấy mình không thể làm gì khi đối mặt với con quái vật và anh chỉ ước rằng thay vì mang kiếm, anh ấy đã mang theo một cây cung. Nasena vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tin rằng họ sẽ ổn thôi vì Phượng Hoàng không thể tấn công từ trên cao. Tuy nhiên, cô đã lầm. Phượng Hoàng hoàn toàn có khả năng phóng quả cầu lửa từ khoảng cách đó và quả cầu lửa đó ngay lập tức nhắm thẳng vào Nasena. Với sự nhanh nhạy, Laos lập tức lao vào để cứu cô khỏi cú tấn công. Sau khi đưa Nasena đến nơi an toàn, anh giải thích rằng Phượng Hoàng không chỉ tấn công bằng móng vuốt và cơ thể bốc cháy mà còn có khả năng phóng những quả cầu lửa từ xa, khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm và khó đối phó. Trở lại hội mạo hiểm, Ranma đang trò chuyện với Han Jung trong văn phòng của anh. Trước khi bắt đầu, Han Jung hỏi Ranma liệu có phải khiếu nại của cô liên quan đến tình hình trong Mê Cung. Ranma ngạc nhiên khi anh ta đề cập đến vấn đề này và Han Jung giải thích rằng anh đã nhận được một số khiếu nại từ các nhà thám hiểm về điều kiện nguy hiểm trong Mê Cung. Ranma thắc mắc về cách Han Jung giải quyết các khiếu nại này. Anh ta trả lời một cách thẳng thắn rằng nếu các nhà thám hiểm không hài lòng với điều kiện làm việc, họ có thể rời khỏi thị trấn. Ranma không khỏi cảm thấy điều này bất công, nhưng cô tiếp tục với khiếu nại tiếp theo. Cô nói rằng mình đã nhận thấy có rất nhiều kẻ xấu ở thành phố này, những người hành động như thể họ là các nhà thám hiểm. Và Ranma nghi ngờ rằng hội mạo hiểm đang cố tình để những kẻ đó xuất hiện ở đây. Han Jung phủ nhận cáo buộc này, nhưng Ranma không dừng lại ở đó. Cô còn đề cập đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, cây cột khổng lồ nằm ở rìa thành phố, một dấu hiệu mà cô tin rằng có liên quan đến những sự kiện kỳ lạ đang xảy ra quanh đây. Ranma cảm thấy bất an về tình hình trong thị trấn, cảm giác đó càng củng cố suy nghĩ rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Han Jung phủ nhận mọi liên quan đến những nghi ngờ của cô, nhưng Ranma không dễ dàng tin vào lời nói của anh ta. Cô buộc tội Han Jung đang nói dối, bởi vì trong một thị trấn như này, người đứng đầu hội mạo hiểm giống như một vị vua, không thể không biết gì về những sự kiện quan trọng đang xảy ra. Không thể có chuyện ông ta lại không hay biết về những tòa tháp lạ đó. Han Jung đáp trả một cách thách thức, yêu cầu Ranma phải có bằng chứng nếu cô muốn tiếp tục cáo buộc anh, nếu không, anh cho rằng cô nên rời đi. Nhưng Ranma không dễ dàng bị đẩy lùi. Cô nhận ra rằng không chỉ những kẻ xấu mới được hội mạo hiểm mang về thị trấn này, mà cả những nhà thám hiểm tử tế, những người phản đối hành động của Guild đều bị yêu cầu rời đi. Ranma chỉ đang suy đoán, nhưng cô tin rằng có một âm mưu đen tối đang diễn ra. Có thể Guild đang tính toán một kế hoạch lớn hơn, có thể là hy sinh một số lượng lớn các nhà thám hiểm để thực hiện mục tiêu nào đó. Những tên tội phạm đã được đưa đến để thay thế những người tử tế, và Guild đang lặng lẽ đẩy tất cả những ai không thuộc về kế hoạch của họ ra khỏi thị trấn. Giống như một kịch bản được dàn dựng sẵn, mọi thứ bắt đầu trở nên giống một mê cung nguy hiểm, nơi mà những kẻ tham lam và vô đạo đức có thể dễ dàng lợi dụng tình hình. Trong Mê Cung, nhóm thám hiểm đang vật lộn với Phượng Hoàng và những quả cầu lửa dữ dội của nó. Cho đến giờ, chưa có ai bị thương, nhưng với sức nóng ngày càng tăng, sớm hay muộn tất cả oxy trong phòng sẽ bị đốt cháy và họ sẽ không thể duy trì được lâu hơn. Họ đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng Phượng Hoàng chỉ đang cố gắng đuổi họ đi để bảo vệ lãnh thổ của mình, vì nó biết rằng không thể đánh bại cả 5 người thám hiểm trong một trận chiến trực diện. Điều này có nghĩa là nhóm có thể trốn thoát nếu cần thiết. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ là phải hạ gục con quái vật này, và họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu. CA hỏi Amia liệu cô ấy có biết cách sử dụng phép thuật nước, và mặc dù không phải là chuyên môn của cô, Amia tự tin trả lời rằng cô có thể sử dụng phép thuật đó để tấn công. CA cho biết rằng, dù Amia không thể tiêu diệt Phượng Hoàng hoàn toàn ngay lập tức, ít nhất cô cũng có thể làm cho con quái vật suy yếu. Nếu cô có thể nhắm vào đôi cánh của nó thì đó sẽ là một điểm yếu đủ lớn để hạ gục nó và sau đó sẽ tạo cơ hội cho nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là, câu thần chú của cô sẽ mất một chút thời gian để chuẩn bị và trong lúc đó, nhóm phải đảm bảo rằng cô ấy không bị tấn công. Họ phải tạo đủ sự phân tâm để Phượng Hoàng không thể phản công mạnh mẽ.
Lyra an ủi Amia rằng cô không hề cô đơn trong nhiệm vụ này và nhóm sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Với lời hứa chắc chắn từ Sie, Amia yên tâm hơn và bắt đầu chuẩn bị câu thần chú của mình. Cả nhóm lao về phía trước, thu hút sự chú ý của Phượng Hoàng. Lyra nhanh chóng ra lệnh cho Amia chuẩn bị và Amia bắt đầu tạo thành một mũi tên nước từ phép thuật của mình. Khi Amia hoàn thành phép thuật, cô nhanh chóng bắn mũi tên vào Phượng Hoàng. Phép thuật trúng vào cánh của con quái vật, khiến nó rơi xuống gần mặt đất, rơi vào tầm với của nhóm. Sie không bỏ lỡ cơ hội, rút kiếm và lao đến tấn công. Anh đâm vào ngực của Phượng Hoàng, nhưng cú đâm không đủ sâu để gây ra cái chết cho con quái vật. Mặc dù vậy, nó vẫn khiến Phượng Hoàng bị thương nặng và nó chỉ có thể bay trở lại, đậu trên một cột gần đó. Mặc dù cú tấn công của Sie không đủ để tiêu diệt Phượng Hoàng ngay lập tức, nó đã gây ra một lượng tổn hại đáng kể. Với tốc độ này, nhóm tin rằng họ có thể hạ gục con quái vật. Trong khi đó, tại Guild, Hanzung cố gắng phủ nhận những lời cảnh báo từ Ranma về một cơn thịnh nộ trong mê cung. Ranma tuy không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cô tin rằng sự kiện gần đây ở thị trấn và những sự cố kỳ lạ như với Hydra là dấu hiệu cho thấy điều gì đó lớn hơn đang diễn ra. Những vấn đề này, dù Hanzung có cố gắng phớt lờ, cũng không thể bị che giấu mãi. Trong khi cuộc trò chuyện giữa Hanzung và Ranma tiếp tục, nhóm thám hiểm trong mê cung lại đang đối mặt với những thay đổi bất ngờ. Họ nhận thấy rằng mức độ nguy hiểm trong khu vực đang tăng lên, con quái vật đang bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn trong môi trường có đầy rẫy nguy hiểm này. Khi cả nhóm nhận ra những gì đang xảy ra đã quá muộn để ngừng lại, Phượng Hoàng không còn là con quái vật ban đầu nữa. Nó đã bị biến đổi, nó phát sáng với một ánh sáng xanh da trời kỳ lạ, điều mà Nasena và cả nhóm chưa từng thấy. Nasena cảm thấy bối rối vì sự thay đổi này, đặc biệt là khi những hiện tượng tiến hóa như vậy rất hiếm khi xảy ra. Cô không phải là người duy nhất cảm thấy hoang mang, ngay cả Laos cũng không thể lý giải được vì những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong một thời gian ngắn, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Amia bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy con Phượng Hoàng đã tiến hóa. Cô lo sợ rằng nếu mình không thể vượt qua nỗi sợ hãi này, cô sẽ lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, giống như lần trước. Và nếu điều đó xảy ra, cô sẽ trở thành một nhà máy điện cho Phượng Hoàng, nơi nó sẽ hút hết năng lượng của cô để có thêm sức mạnh. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của Amia, Phượng Hoàng lập tức tấn công, khóa chặt cô lại và phun ra một quả cầu lửa cực lớn. Amia không còn đủ thời gian để né tránh. Nasena nhận thấy tình huống nguy hiểm, hét lên để cô bé chạy, nhưng Amia đã bị đóng băng vì sợ hãi, không thể động đậy. Với thời gian cạn dần, Lyra không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao đến và kéo Amia ra khỏi đường đi của quả cầu lửa. Tuy nhiên, họ không thể chạy kịp và đúng vào giây phút cuối cùng, khi quả cầu lửa gần như sẽ hạ gục cả hai, Sie lao tới và chém quả cầu làm đôi, cứu sống cả hai người. Sie đã hứa rằng sẽ bảo vệ Amia không để cô bị thương, và anh ấy giữ lời hứa đó. Anh cầu xin Amia đứng dậy và chiến đấu, và khi nghe thấy lời cầu xin, Amia cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cô nhận ra rằng nếu không hành động ngay, bạn bè của mình sẽ chết, và chỉ có cô mới có thể thay đổi cục diện. Cô đứng lên, xin lỗi mọi người, và sẵn sàng sử dụng câu thần chú của mình. Nhưng cô biết rằng để thực hiện phép thuật này, cô sẽ cần thời gian, và nhóm phải giúp cô câu đủ thời gian. Nasena là người đầu tiên xông lên, tấn công Phượng Hoàng khi con quái vật vẫn trong tầm tấn công của cô. Cô dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào nắm đấm nhưng Phượng Hoàng vẫn không bị thương và nắm đấm của Nasena lập tức bốc cháy. May mắn thay, đó chỉ là chiếc găng tay của cô bị cháy, nhưng tình hình không hề khả quan hơn khi Phượng Hoàng vẫn chưa bị tổn hại gì. Nasena bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân khi đối mặt với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng quay lại nhắm vào Nasena. Nasena cảm thấy bất lực, cô không thể né được với khoảng cách này. Ngay khi Phượng Hoàng tiếp cận, Laos lao ra và chặn đứng cuộc tấn công của nó bằng thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, ngọn lửa của Phượng Hoàng nóng đến mức thanh kiếm của anh ta không thể chống lại lâu. Dù đã cứu Nasena khỏi bị bỏng, nhưng anh không thể giữ thanh kiếm của mình nữa. May mắn thay, trong khi Nasena và những người khác đang chiến đấu, Amia đã có đủ thời gian để hoàn thành câu thần chú của mình. Mặc dù việc thực hiện hai phép tấn công liên tiếp rất khó khăn, Amia vẫn thành công khi phóng một mũi tên băng lớn vào Phượng Hoàng, làm gãy một trong những đôi cánh của nó. Nhưng Phượng Hoàng vẫn còn rất mạnh, và khi Sie cố gắng tấn công nó để kết liễu, con quái vật lại bay lên trong khoảnh khắc cuối cùng. Amia, mặc dù đã mệt mỏi và kiệt sức, không còn đủ năng lượng để sử dụng phép thuật thêm lần nữa. Tình thế lúc này cực kỳ căng thẳng, tưởng chừng như họ sẽ thất bại. Ngay sau đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu Nasena. Cô nhanh chóng leo lên những trụ bị gãy, sử dụng chúng để vươn tới Phượng Hoàng. Khi đã lên được trên lưng của con quái vật, Nasena có được vị trí cao và cô sử dụng một cú đá mạnh mẽ, đánh bật Phượng Hoàng xuống mặt đất. Laos cũng chớp lấy khoảnh khắc đó phối hợp với Nasena. Anh lập tức sử dụng con dao găm của mình để kết liễu Phượng Hoàng một lần và mãi mãi. Mọi người đều bắt đầu chúc mừng Amia vì đã làm việc tuyệt vời. Không ai có thể ngờ rằng họ lại có thể đánh bại con quái vật mạnh mẽ ấy nếu không có phép thuật của cô. Amia, cảm động vì đã chứng minh được giá trị của mình, không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Cô cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ và tin tưởng. Cuối cùng, cô cảm thấy mình không còn là một người thừa trong nhóm nữa. Khi Amia đi nhặt pha lê ma thuật, Sie và Lyra đứng bên cạnh, trò chuyện với nhau về những thay đổi của Laos trong thời gian qua. Họ thảo luận về những gì đã xảy ra với anh ta, và họ vẫn chưa thể hiểu hết về sự biến đổi mà anh đã trải qua. Họ không biết chính xác điều gì đã xảy ra với Laos trước đó, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì đang diễn ra trong chính cơ thể mình. Để có câu trả lời, họ sẽ phải theo dõi những dấu hiệu tiếp theo. Nhóm trở lại nhà trọ sau đó, và Ranma đã ở đó chờ đợi họ. Cô ấy chúc mừng họ vì đã hạ gục thành công Phượng Hoàng.
và đánh giá cao chiến công này. Như Laos tự hỏi làm sao Ranma biết được điều đó. Ranma đề cập rằng cô đã gặp nhân viên lễ tân của Gil trước đó trong ngày. Cô ấy đã nói về nhiệm vụ của nhóm và nhận thông tin đó với một khoản tiền. Khi Laos và nhóm trở về, Ranma nghĩ họ đã thành công và điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ nhận được rất nhiều tiền. Vì vậy, cô yêu cầu Laos đãi cô một bữa tối. Laos đồng ý, nhưng anh ấy biết Ranma không thể uống quá nhiều rượu. Vì vậy, anh yêu cầu cô ấy kiềm chế, nhưng cô ấy không nghe lời anh. Khi thức ăn đến, Nasena khen ngợi món ăn ở đây. Tuy nhiên, Ranma nói rằng cô thích món ăn ở biệt thự hơn. Amia cảm thấy bối rối khi nghe Ranma nhắc đến biệt thự, vì không ai trong nhóm nghe nói về biệt thự của Nasena trước đó. Ranma giải thích rằng Nasena là con gái của bá tước Anarestia. Điều này khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là Laos. Anh chợt nhận ra cô bé mà anh đã cứu nhiều năm trước chính là Nasena. Cùng lúc đó, Hanzum đến gặp chủ tịch chi nhánh Gil. Anh thông báo rằng có một đột biến khác, nhưng còn có những tin tức khác quan trọng hơn. Hanzum nói với chủ tịch rằng Ranma đang có mặt trong thị trấn. Điều này làm chủ tịch rất vui mừng, vì sự có mặt của đệ tử sẽ rất hữu ích cho ông. Ngày hôm sau, Laos và Nasena có mặt tại hội để đổi viên ngọc ma thuật Phượng Hoàng lấy tiền. Tuy nhiên khi em Hurst đưa ra số tiền thanh toán, sắc mặt Nasena lập tức thay đổi. Cô không thể kiềm chế sự tức giận khi nhận ra rằng giá trị của viên ngọc bị đánh giá quá thấp. Viên đá quý Phượng Hoàng này không chỉ hiếm có mà còn đã qua chế tác khiến giá trị của nó cao hơn gấp bội chứ. Rõ ràng em Hurst đang cố lừa họ. Nasena lớn tiếng, đừng nghĩ có thể qua mặt chúng tôi với số tiền ít ỏi này. Em Hurst tuy ham tiền nhưng cô vẫn là một con người chính trực. Cô bình tĩnh giải thích rằng số tiền trong túi đủ để phản ánh giá trị của viên ngọc. Để chứng minh, em Hurst bảo Nasena tự kiểm tra lại. Thông thường, các nhà thám hiểm được trả bằng đồng bạc nhưng với viên ngọc này, cô đã đổi toàn bộ sang vàng để đỡ cồng kềnh hơn. Khi kiểm tra túi tiền, Nasena không thể tin vào mắt mình. Thật sự là nó là vàng. Cô ngạc nhiên không thốt nên lời. Laos nhanh chóng ra hiệu cho Nasena nhận lấy và rời đi để tránh bị người khác chú ý. Dứt lời thì Laos đã đưa cho em Hurst một chút tiền coi như là tiền phục vụ rồi đi trước. Em Hurst cảm thấy Laos hôm nay khá là khác lạ. Cô liền hỏi Nasena, có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Nhưng chính Nasena cũng không biết. Trước câu hỏi của em Hurst, Nasena im lặng rời đi. Nasena và Laos sau đó ngồi xuống một góc giữa bầu không khí nặng nề. Nasena đã hỏi Laos, với số tiền này, bọn họ có nên thuê một ngôi nhà riêng không? Một lời đề nghị bất ngờ khiến Laos thoáng bối rối. Nhưng Nasena giải thích rằng một ngôi nhà sẽ an toàn và tiết kiệm hơn nhiều so với việc ở trọ. Không chỉ tiết kiệm được tiền thuê phòng, với số tiền này họ thậm chí có thể nghĩ đến việc mua được một ngôi nhà. Quả thật với số tiền họ vừa nhận, ý tưởng mua một căn nhà là điều hoàn toàn khả thi. Laos dù đồng tình phần nào với đề xuất của Nasena, vẫn không khỏi thắc mắc lý do tại sao cô ấy lại muốn mua một ngôi nhà. Chẳng lẽ nơi ở hiện tại có vấn đề? Nasena vội lắc đầu, không, khách sạn rất tốt, phòng ốc thoải mái, đồ ăn ngon và nó rất nổi tiếng. Nhưng chính vì sự nổi tiếng ấy mà nơi này luôn đông đúc, đôi khi khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Nasena muốn một không gian riêng tư, nơi họ có thể trò chuyện thoải mái mà không bị quấy rầy. Nasena ngập ngừng, gò má thoáng đỏ lên. Sau khi có một ngôi nhà riêng, bọn họ có thể gần gũi hơn. Laos thì lại cho rằng còn quá sớm để nghĩ đến việc mua một căn nhà để ở. Hiện tại, anh cho rằng bọn họ nên tiết kiệm để trừ cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai. Anh cũng nhắc đến việc cân nhắc lời đề nghị của nhóm CE. Sau nhiệm vụ tiêu diệt Phượng Hoàng, CE đã đề nghị thành lập một nhóm thám hiểm với Laos. Mọi người đều phối hợp rất ăn ý trong lần hợp tác đó và ý tưởng đó không phải là không có cơ sở. Laos cho rằng bọn họ cũng sẽ cần thêm những đồng đội mạnh mẽ nếu muốn tiến sâu hơn vào mê cung. Dẫu trong lòng Nasena không muốn chia sẻ sự chú ý của Laos cho ai khác, nhưng cô cũng không thể phủ nhận sự cần thiết của việc tăng cường đội ngũ. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đồng ý với ý tưởng của anh. Họ gặp lại nhóm CE vào cuối ngày và chính thức hợp nhất thành một nhóm. CE với nụ cười rạng rỡ, nâng ly chúc mừng đội mới, không khí đầy hứng khởi lan tỏa khắp phòng. Trong khi đó, Mary, chủ quán trọ vô tình nghe được và quyết định tham gia bằng cách mời cả nhóm một bữa tiệc đặc biệt. Sau khi bữa ăn đặc biệt kết thúc, Amia đã mệt lử vì trời đã khuya. Lyra quyết định đưa Amia đi ngủ. Cô dìu cô bé lên, bước đi chậm rãi về phía cầu thang. Khi chuẩn bị đưa Amia lên lầu, Nasena cũng đi theo sau vì có chuyện muốn nói với Lyra. Sau khi giúp Amia lên giường, Nasena bắt đầu tâm sự với Lyra. Cô kể về cuộc trò chuyện trước đó với Laos, trong đó cô đã dũng cảm đề nghị anh cùng mua một căn nhà. Lyra kinh ngạc, ánh mắt pha chút ngưỡng mộ. Em thực sự táo bạo đấy. Nhưng nét mặt Nasena buồn rầu. Dù sao, anh ấy cũng từ chối rồi. Có lẽ anh ấy ghét cô. Lyra lại không nghĩ vậy. Có lẽ cậu ấy cần thêm thời gian. Laos không phải kiểu người vội vàng quyết định đâu. Những lời động viên của Lyra như thắp sáng hy vọng cho Nasena. Nasena cảm ơn Lyra. Đúng là chỉ có người từng trải mới hiểu được cảm giác này. Lyra mỉm cười nhưng trong lòng thoáng chua xót khi nhớ rằng chính cô chưa từng có một mối quan hệ nào. Trong khi đó, ở tầng dưới, Laos và CE đang thảo luận về cùng một chủ đề. CE bật cười, tại sao cậu không đồng ý sống cùng em ấy? Nasena rõ ràng rất quan tâm đến cậu. Laos ngượng ngùng, không phải tôi không muốn, nhưng mọi thứ có vẻ quá nhanh. Anh nhớ lại những gì Nasena đã làm cho mình, cách cô ấy đã ở bên khi anh trải qua thời khắc tồi tệ nhất. Em ấy đã cho Laos hy vọng khi vào lúc mà anh ấy gần như từ bỏ mọi thứ. CE nhìn Laos với ánh mắt đầy tò mò. Vậy thì cậu đang chờ đợi điều gì? Laos im lặng,
ánh mắt lấp lửng giữa sự bối rối và tình cảm không thể nói ra. Ở tầng trên, Lyra khuyên Nasena kiên nhẫn thêm một chút, còn ở tầng dưới, Laos đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Sau khi nghe câu chuyện của Nasena, Lyra bắt đầu kể về quá khứ của mình. Cô nhắc đến thời gian sống tại thủ đô hoàng gia, nơi nhiều người đàn ông tìm cách chiếm được tình cảm của cô. Trong số đó, có những người chỉ gia nhập nhóm của Lyra để có cơ hội gần gũi cô hơn. Và rồi trong một lần, một gã đàn ông đã lợi dụng tình huống để làm điều đáng ghét với cô. Nhưng Lyra không phải là người dễ bị bắt nạt. Cô thẳng tay hạ gục hắn, thậm chí còn lôi hắn ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Khi Cie phát hiện ra chuyện này, anh không thể tha thứ cho mình vì đã không có mặt kịp thời. Trong cơn giận dữ, anh ấy quyết định đuổi tên kia ra khỏi thành phố. Nhưng điều bất ngờ nhất là sau chuyện đó, Cie lại biến mất không một lời từ biệt. Rất lâu sau, khi thời gian trôi qua, Cie xuất hiện tại thành phố này với nhiệm vụ mới. Anh ấy cũng không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại Lyra ở đây, và cô thậm chí còn đồng ý lập nhóm với anh, bất chấp những gì đã xảy ra trong quá khứ. Điều này khiến Cie bối rối. Anh tự hỏi tại sao Lyra lại không giận anh sau khi anh biến mất không lời giải thích. Nhưng thực tế, Lyra chưa từng giận Cie, cô chỉ buồn vì sự biến mất đột ngột của anh. Lyra bực tức vì Cie hoàn toàn không hiểu cảm xúc của cô ấy. Thấy vậy, Cela bất ngờ xuất hiện và hỏi thẳng Lyra, nếu chị thấy phiền lòng vì điều đó, có phải là vì chị có tình cảm với anh ấy không? Ở tầng dưới, Cie cũng kể lại câu chuyện của anh ấy với Laos. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện nhanh chóng quay trở lại chủ đề cũ, tại sao Laos từ chối lời đề nghị sống chung của Nasena. Laos thừa nhận rằng lời đề nghị của Nasena khiến anh rất vui. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, có một điều anh ấy cần xác nhận. Ngay lúc đó, Amherst bất ngờ xuất hiện tại quán trọ, trên tay là một bộ hồ sơ. Amherst đã hoàn tất báo cáo điều tra theo yêu cầu của Laos. Tuy nhiên, Cie khá bất ngờ vì anh không nghĩ rằng Guild lại nhận cả công việc điều tra riêng lẻ. Amherst giải thích rằng đây là công việc của cá nhân cô ấy mà thôi. Amherst hỏi liệu cô có thể chia sẻ nội dung này với người khác không. Laos tin tưởng vào Cie và trả lời rằng điều đó không có vấn đề gì. Amherst bắt đầu báo cáo nói về Nasena, con gái duy nhất của bá tước Anarestia. Theo truyền thống, Nasena và người mà cô kết hôn sẽ thừa kế tước vị từ cha cô. Nhưng mọi thứ thay đổi vào một ngày khi Nasena tuyên bố cô muốn trở thành một nhà thám hiểm. Ý tưởng này chưa từng có tiền lệ trong giới quý tộc đã khiến bá tước phản đối kịch liệt. Sự phản đối ấy chỉ kéo dài cho đến một ngày kỳ lạ, khi Nasena thức dậy và phát hiện tóc mình đã chuyển sang màu xanh lam chỉ sau một đêm. Điều này khiến mọi người, kể cả bá tước, bàng hoàng. Không ai hiểu lý do tại sao màu tóc của cô lại thay đổi một cách đột ngột như vậy. Cũng kể từ ngày đó, bá tước đột ngột chấp nhận mong muốn trở thành nhà thám hiểm của Nasena, một sự thay đổi thái độ khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Cie đưa ra một giả thuyết, có thể Nasena mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và bá tước muốn cô được tự do trải nghiệm trước khi quá muộn. Tuy nhiên, giả thuyết này có vẻ không chính xác, bởi hiện tại Nasena đủ mạnh để đè một con phượng hoàng từ trên trời xuống dưới đất chỉ bằng một cú đá. Dù nguyên nhân thực sự là gì, Nasena đã có được sự đồng ý của cha mình để theo đuổi ước mơ. Điều này khiến Laos dù có chút lo lắng cũng không thể nghi ngờ cô. Liệu cô có đang nói dối chỉ để được ở gần anh? Anh ấy quyết định phải xác nhận rõ ràng trước khi hành động. Sau khi hoàn tất cuộc gặp, Amherst lấy tiền công rồi nhanh chóng rời đi. Cie quay sang hỏi Laos, nếu phát hiện ra bá tước phản đối Nasena làm nhà thám hiểm, anh định làm gì? Laos cho rằng, đầu tiên, tôi sẽ khuyên cô ấy về nhà tạm thời và cố gắng thuyết phục cha mẹ cô ấy. Nhưng nếu điều đó không hiệu quả, tôi sẽ giúp Nasena theo cách tốt nhất có thể. Các cô gái tầng trên sau khi nghe được câu chuyện của Nasena đều không giấu được sự ngạc nhiên. Họ đã biết rằng Nasena là con gái của một bá tước và cô ấy lại còn luyện võ vì người cô yêu. Điều đáng chú ý là cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến đây sau khi biết Laos bị loại khỏi đội nhóm của mình. Không dừng lại ở đó, Nasena còn dũng cảm đề nghị Laos sống cùng cô. Cách cô chủ động bày tỏ tình cảm khiến mọi người thán phục. Lyra nằm xoài xuống giường đột nhiên thấy ghen tị. Cô ước gì cô có thể can đảm như Nasena. Vừa dứt lời thì Nasena và Amia liền nghĩ ra một ý tưởng. Họ sẽ giúp Lyra thú nhận tình cảm của mình với Cie. Ngay lập tức Lyra bị kéo xuống tầng dưới. Cô lấy hết dũng khí để mời Cie ra ngoài nói chuyện riêng. Cie bối rối nhưng nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt Lyra. Anh quyết định đi theo cô. Khi cả hai đứng bên ngoài, Lyra run rẩy nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để ngỏ lời. Cie, cậu có muốn trở thành bạn đồng hành của tôi không? Cie ngạc nhiên, anh cho rằng hiện tại bọn họ đã ở chung một đội rồi mà. Lyra đỏ mặt giải thích không phải như vậy, ý cô là trở thành bạn đời của anh. Bên trong, các cô gái lặng lẽ theo dõi qua khe cửa, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Cie, nhưng anh chỉ biết lúng túng, không thể trả lời ngay. Cuối cùng, Cie nói, anh ấy cần thời gian để suy nghĩ. Lyra cảm thấy thất vọng, cô vừa dốc hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng, vậy mà tất cả những gì Cie có thể đáp lại chỉ là, anh sẽ suy nghĩ về việc đó ư. Nhưng dù thế, Lyra hiểu tính cách của Cie. Anh chưa bao giờ là kiểu người vội vã đưa ra quyết định về những chuyện quan trọng như thế này. Cô quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt Lyra, các cô gái trong nhóm không khỏi vui mừng. Dường như mọi thứ giữa Lyra và Cie đã tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Laos chuyển sang Nasena. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh hỏi, ngày mai cô có thể dành chút thời gian để nói chuyện với anh không? Anh có một điều quan trọng cần phải nói với em. Trong mê cung tăm tối, một nhóm nhà thám hiểm non trẻ đang bị dồn vào chân tường bởi một con yêu tinh hung hãn trên tầng trên. Không có cơ hội để đánh bại nó, họ buộc phải ẩn mình, cầu mong nó không nhận ra sự hiện diện của mình. May mắn thay, con yêu tinh lướt qua mà không phát hiện ra họ. Nhưng ngay khi cả nhóm tìm đường thoát, một con yêu tinh khác xuất hiện.
chắn ngang lối đi. Như thể vận rủi chưa đủ, con yêu tinh ban đầu bất ngờ quay lại, tình thế trở nên ngặt nghèo, cả nhóm sắp bị kẹt giữa hai phía nếu không hành động ngay lập tức. Trong khi sự hoảng loạn bao trùm, thủ lĩnh của nhóm trấn an mọi người rằng anh đã chuẩn bị cho tình huống này và kế hoạch đó là Chis. Đáng thương thay, vai trò của Chis trong kế hoạch này không hề dễ chịu, cậu ấy là mồi nhử. Nhiệm vụ của Chis là thu hút sự chú ý của bọn yêu tinh để cả nhóm có thể chạy thoát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Chis dường như không kịp phản ứng đã bị bọn chúng ném ra thu hút sự chú ý của hai con ORC. Ở một góc khác, tại thị trấn gần đó, Laos cùng các đồng đội đang tận hưởng bữa sáng, nhưng không khí không hoàn toàn thoải mái. Nasena ngồi lặng thinh, mải mê chìm vào dòng suy nghĩ đến mức quên cả ăn. Cie và Lyra bắt đầu lo lắng, họ đoán rằng điều này liên quan đến việc Laos từng nói anh có điều quan trọng cần bàn bạc với cô, nhưng vẫn chưa hé lộ nội dung hay thời điểm. Lyra thúc giục Laos nhanh chóng nói chuyện với Nasena, nhưng anh tỏ ra do dự. Chuyện này rất nghiêm trọng, anh trầm ngâm, Laos không muốn vội vã, nhưng nếu cứ trì hoãn, Nasena có thể sẽ rơi vào trạng thái còn kỳ lạ hơn. Cô ấy bắt đầu ăn cả hoa vì căng thẳng. Cuối cùng, Laos quyết định tiến lại gần Nasena, chỉ vừa nghe tên mình được gọi, cô giật mình, lúng túng quay sang. Cô vội hỏi có chuyện gì vậy? Laos hít một hơi sâu, chuẩn bị cho cuộc trò chuyện đầy căng thẳng mà anh đã mong chờ bấy lâu. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị mở lời, cánh cửa quán trọ bỗng bật tung ra. Chis tưởng chừng đã hy sinh trong mê cung, bất ngờ xuất hiện, lê bước vào trong, người đầy vết thương. Cela nhận ra cậu ấy, hốt hoảng chạy đến bên, kiểm tra tình trạng của Chis. Sau một hồi hỗn loạn, Laos bắt đầu trị thương cho Chis. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Laos trấn an mọi người rằng tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng như họ nghĩ ban đầu. Các vết thương trông đáng sợ, nhưng chúng không nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời, Lyra và Cela sẽ chăm sóc cho cậu. Điều này khiến Nasena thắc mắc, Lyra với vai trò là một ma thuật sư trị thương rõ ràng phù hợp, nhưng tại sao Cela lại cần ở đó? Mary bước đến giải thích rằng Cela và Chis đã quen biết nhau từ nhỏ. Chis là một đứa trẻ mồ côi sống quanh khu vực mê cung, cùng độ tuổi với Cela. Vì thế, Mary không thể bỏ mặc cậu. Thường ngày, Mary để Chis ăn uống cùng họ và dần dần cô xem cậu như một phần của gia đình. Khi Chis bày tỏ mong muốn trở thành nhà thám hiểm, Mary không nỡ cản bước mơ ước của cậu, dù trong lòng cô vẫn luôn lo lắng. Nhớ lại ánh mắt sáng rực của Chis khi khoe rằng cậu đã gia nhập được nhóm đầu tiên, giờ đây chỉ khiến cô thêm đau lòng khi nhìn thấy tình trạng của cậu. Laos nhận ra tình hình, anh đành xin lỗi Nasena vì phải tạm hoãn cuộc trò chuyện quan trọng với cô. Anh ấy cần xử lý việc này trước với ánh mắt đầy quyết tâm. Laos đã nhờ Manuel để truy tìm và trừng phạt những kẻ đã bỏ rơi Chis trong mê cung, và kết quả, những kẻ phản bội đó đã bị nhóm Manuel đánh cho tơi tả. Khi Manuel hỏi Laos muốn áp dụng hình phạt gì, anh chỉ nói, họ bị đánh như vậy là đủ rồi, nhưng tôi không muốn thấy họ xuất hiện trong thành phố này một lần nào nữa. Nhóm thám hiểm bỏ chạy ngay, không dám ngoảnh đầu lại. Dù hiểu động cơ của Laos, nhưng Amherst, một thành viên của hội nghiêm khắc nhắc nhở rằng các xung đột giữa các nhà thám hiểm lẽ ra phải do hội giải quyết, tự ý hành động như vậy không thể được dung thứ. Nhưng các nhà thám hiểm khác tỏ ra phẫn nộ, hội đã chẳng làm gì để ngăn chặn việc Chis bị bỏ rơi, cũng như không chủ động tìm kiếm công lý cho cậu. Họ cảm thấy nếu không hành động, Chis sẽ mãi là nạn nhân không ai đứng ra bảo vệ. Amherst dù bị áp lực từ sự giận dữ của mọi người, không thể không thừa nhận rằng hội đã thiếu sót trong vụ việc này. Nhưng Amherst chỉ là người thi hành mệnh lệnh từ cấp trên, cô không thể làm gì khác. Đúng lúc đó, Hanzoom xuất hiện và ngay lập tức bắt đầu chỉ trích các nhà thám hiểm vì dám tự ý can thiệp vào vụ việc, đuổi nhóm thám hiểm kia ra khỏi thành. Anh ta nói rằng họ không có quyền hành động như vậy. Tuy nhiên, nhóm thám hiểm không chịu đứng yên, phản ứng lại và la hét chỉ trích Hanzoom không có quyền lên tiếng khi mà chính anh ta đã chẳng làm gì để giải quyết vấn đề ngay từ đầu. Laos lập tức yêu cầu mọi người bình tĩnh lại và tuyên bố sẽ tự mình gặp Hanzoom để giải quyết những khúc mắc này. Khi gặp Hanzoom, Laos giải thích tường tận mọi chuyện. Mặc dù Hanzoom vẫn không hài lòng về việc các thám hiểm tự quyết định, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, anh ta bắt đầu hiểu lý do tại sao họ lại hành động như vậy. Laos hỏi Hanzoom tại sao hội lại không làm gì để ngăn chặn những tình huống như thế này. Các thành phố khác ít nhất có những chính sách bảo vệ những đứa trẻ mồ côi khỏi bị lợi dụng làm mồi câu trong mê cung. Hanzoom đáp lại bằng một câu hỏi đơn giản, liệu những chính sách đó có thể cải thiện được tình hình đó không? Các thành phố có thể ban hành bao nhiêu quy định, nhưng nếu nó không mang lại bất kỳ thay đổi thiết thực nào thì sao phải lãng phí thời gian và tiền bạc vào chúng? Laos không thể không hỏi lại, vậy anh định bỏ mặc tất cả những đứa trẻ mồ côi trong mê cung, những đứa bị coi là mồi câu phải không? Hanzoom đáp lời đầy dứt khoát, anh hiểu nhầm rồi. Tôi đã luôn nói rõ rằng ai không hài lòng với cách thức vận hành của thành phố này thì có thể ra đi. Và điều đó không phải chỉ vì tôi không thích những người phàn nàn. Tôi tin rằng những ai muốn trở thành thám hiểm phải có khả năng chịu đựng được những gian nan của nghề này. Đây là một hội thám hiểm chứ không phải một tổ chức bảo vệ và chưa bao giờ ai bị ép buộc phải làm thám hiểm. Ngay cả Chis cũng vậy. Nếu cậu ta không thể chấp nhận những rủi ro của nghề này thì cậu ta nên tìm một con đường khác trong cuộc đời. Laos muốn phản bác lại nhưng những lời của Hanzoom làm anh phải dừng lại không biết phải nói gì. Dù trong lòng vẫn có sự bất đồng, Laos cũng phải thừa nhận rằng Hanzoom có phần đúng. Tuy nhiên, anh vẫn tin rằng sẽ có cách để giải quyết tình huống này và cứu giúp những đứa trẻ mồ côi trong mê cung. Hanzoom đứng dậy và bất ngờ nhắc lại một câu nói mà một người đàn ông đã từng nói với anh ta, là một thám hiểm gia, kẻ bất tài chẳng khác gì đã chết, tốt nhất là phải chuẩn bị từ trước. Laos nghe thấy những lời này và chợt nhớ lại, đó chính là những lời mà Hanzoom đã nói với anh cách đây nhiều năm. Để khiến Laos nhớ lại quá khứ, Hanzoom khẽ kéo tay áo của mình, lộ ra vết sẹo mà anh ta đã có từ thời cả hai còn trẻ. Đó là khi Laos vừa mới bắt đầu con đường thám hiểm của mình.
và cả Laos và Hanzum đã bị lừa làm người khiêng hành lý cho một nhóm thám hiểm. Hanzum lúc đó bị đối xử cực kỳ tệ bạc và Laos với trái tim đầy thiện ý, anh đã đề nghị giúp đỡ anh ta mang bớt hành lý. Tuy nhiên, Hanzum đã từ chối, anh ta không muốn nhận sự thương hại từ một kẻ yếu kém như Laos. Hanzum lạnh lùng còn bảo Laos im lặng và đừng nói chuyện với mình nữa. Tối hôm đó, khi nhóm thám hiểm đang ngồi quanh đống lửa ấm, Hanzum lại ngồi một mình ngoài trời lạnh lẽo và lòng đầy hối hận về quyết định của mình. Mặc dù công việc này trả lương khá tốt, nhưng anh ta cảm thấy sự cô đơn và mệt mỏi đã bắt đầu nhấn chìm. Một lúc sau, khi mọi người đều đã vào giấc ngủ, Laos thức dậy và lay Hanzum dậy. Anh cảnh báo rằng một đàn goblin đang tiến về phía họ. Laos yêu cầu Hanzum đánh thức mọi người còn lại trong khi anh tiếp tục canh gác một chút nữa. Hanzum không chần chừ làm theo lời chỉ dẫn của Laos. Khi mọi người tỉnh dậy, Laos nhanh chóng thông báo tình hình. Nhưng khi nhóm thám hiểm nghe được, họ không thể tin vào tai mình và bắt đầu nghi ngờ rằng Laos có chắc chắn không. Nhưng trong đầu Laos không có chút hoài nghi nào. Anh biết chắc chắn rằng đàn goblin đang đến gần và chúng đông đến mức không thể đếm xuể. Khi nhóm thám hiểm nhìn thấy chúng, họ hoàn toàn sững sờ, không thể tin được trước mắt mình là một đàn goblin đông đảo đến vậy. Bọn chúng đủ sức hủy diệt bất kỳ đội thám hiểm nào. Dù họ biết rằng cơ hội sống sót chỉ có thể là bỏ chạy, nhưng đội trưởng lại nghĩ rằng việc bỏ trốn cũng rất nguy hiểm. Để kéo dài thời gian, đội trưởng và các thành viên khác trong nhóm quyết định sẽ sử dụng Laos và Hanzum như một lá chắn, hy vọng có thể tạo ra một cơ hội để chạy thoát. Nhưng trước khi Hanzum kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả anh và Laos đã bị ném khỏi vách đá, bỏ lại phía sau. Hanzum cố gắng kêu cứu, nhưng Laos chỉ thản nhiên đáp lại rằng nhóm kia sẽ chẳng giúp đỡ gì đâu. Thực tế, có thể chính vì điều này mà họ mới chấp nhận những kẻ bất tài như họ ngay từ đầu. Cơn giận bùng lên trong Hanzum, nhưng lúc này anh ta chẳng thể làm gì, chỉ có thể gắng gượng cùng Laos hứa sẽ sống sót và trả thù nhóm đã bỏ rơi họ. Cả hai quyết tâm sẽ thoát khỏi tình cảnh này và đối mặt với đám goblin. Cuộc chiến kéo dài, đẫm máu, nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng chỉ có hai người, làm sao có thể đánh bại được một đám goblin đông đúc như vậy. Đành phải tìm chỗ ẩn nấp, cả hai chui vào một thân cây rỗng để tránh sự truy đuổi của bầy goblin. Khi ngồi trong bóng tối, Hanzum bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Liệu họ có thể sống sót trước đội quân goblin hung hãn này không? Anh không thể chịu nổi việc nhóm thám hiểm kia sẽ sống sót chỉ vì hy sinh anh và Laos. Nhưng ít ai biết rằng, trên thực tế, những đàn goblin thường thích tấn công những nhóm đông người. Nếu đám goblin phát hiện ra nhóm thám hiểm, chúng sẽ dồn hết lực lượng để tiêu diệt họ. Khi lời của Laos vừa thốt ra, đám goblin cũng kịp phát hiện ra nhóm thám hiểm và lao vào tấn công. Giữa lúc nhóm thám hiểm bị tàn sát không thương tiếc, Laos và Hanzum nhanh chóng thoát ra khỏi nơi ẩn nấp, tránh khỏi sự chú ý của kẻ thù. Hanzum cảm thấy rằng những kẻ đã bỏ rơi họ xứng đáng chết dưới tay goblin, nhưng Laos, dù tức giận, vẫn không khỏi tiếc nuối. Anh không thể chịu được ý nghĩ ai đó phải chết, dù anh biết mình không đủ sức để cứu giúp. Cuối cùng, Laos bảo Hanzum rằng họ nên quay lại thị trấn. Hanzum vừa định bước theo thì đột ngột anh ngã quỵ xuống đất vì cơn đau thấu xương, một vết thương nghiêm trọng trên cánh tay anh ta. Laos ngạc nhiên và hỏi tại sao Hanzum không nói với anh về vết thương này sớm hơn. Nhưng Hanzum chỉ im lặng, không muốn trở thành gánh nặng trong lúc mà tính mạng của họ đang treo trên sợi chỉ. Laos không do dự, anh bắt tay vào chữa trị vết thương cho Hanzum. Nhưng Hanzum nhanh chóng ngăn lại, bảo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ thu hút sự chú ý của đám goblin. Hanzum nói với Laos rằng anh ấy nên bỏ mặc anh ta ở đây, vì đây chính là lỗi của anh ta, một kẻ bất tài không xứng đáng được sống. Đáp lại lời Hanzum, Laos hét lên rằng anh ta hoàn toàn sai lầm. Mặc dù thế giới này có thể tàn nhẫn với những kẻ yếu kém như họ, nhưng chẳng có lý do gì để từ bỏ hy vọng. Luôn có một con đường cứu rỗi, dù chỉ là nhỏ bé. Sau đó, cả hai cùng nhau chiến đấu, phá vỡ phòng tuyến của đám goblin và cuối cùng, họ cũng có thể quay lại thành phố an toàn. Trong mắt Hanzum, Laos chính là cứu tinh của anh. Nhưng những lời của Laos về sự khắc nghiệt của thế giới đối với kẻ yếu vẫn luôn đúng. Điều khác biệt duy nhất là lần này, chính nhóm thám hiểm kia, những kẻ đã bỏ rơi họ, mới là những kẻ bất tài. Khi Hanzum và Laos trở về thành phố, họ chia tay nhau, mỗi người một hướng. Hanzum gặp một người đàn ông có tuổi, người đã nhận nuôi anh. Dưới sự dìu dắt của người đó, Hanzum đã học hỏi rất nhiều và cuối cùng, anh có thể tự đứng vững như một thám hiểm gia có thực lực. Người đàn ông đó hiện giờ lại chính là Guildmaster, người đã giúp Hanzum trở thành nhân viên trong Guild và giữ chức trợ lý đắc lực. Nhưng Hanzum không kể lại tất cả những điều này chỉ để hoài niệm về quá khứ. Anh biết rõ mình mang nợ lớn với Laos, vì chính Laos đã cứu sống anh trong ngày hôm đó. Anh quyết định phải trả ơn nên nhắn nhủ Laos rời khỏi thành phố vì chính lợi ích của anh. Hanzum không nói điều này như một lời đe dọa mà là một cảnh báo chân thành. Anh không muốn Laos phải chịu liên lụy với những điều sắp xảy đến. Laos nghe nhưng không hoàn toàn hiểu được ý định của Hanzum. Khi rời khỏi văn phòng của Hanzum, anh trở lại với nhóm thám hiểm kể rằng mình không thể làm thay đổi quyết định của Hanzum về các chính sách của Guild. Ngay lúc đó, Amherst kéo Laos sang một bên và nói với anh rằng thực ra có rất nhiều người ở đây không đồng tình với cách điều hành của Guildmaster. Chính vì vậy, cô có một yêu cầu cá nhân dành cho Laos. Ngày hôm đó, Laos đến gặp Nasena và kể về yêu cầu của Amherst. Theo lời Amherst, gần đây có rất nhiều quái vật xuất hiện trên những con đường gần thành phố và cô ấy đã yêu cầu Laos xử lý vấn đề này trước khi có thể xảy ra thiệt hại cho dân thường. Laos hiểu điều đó, nhưng anh cũng băn khoăn tại sao Guild lại chưa phát động một nhiệm vụ thưởng cho việc tiêu diệt những con quái vật đó. Điều này cần có sự đồng ý của Hanzum, mà cô biết rõ Hanzum sẽ không đồng ý. Thêm vào đó, còn có vấn đề về những kẻ thám hiểm phạm tội trong thành phố, nên Amherst đã đề nghị Laos giúp cô giải quyết cả hai vấn đề này.
Nasena nhận ra rằng Laos đang làm điều tốt, nhưng cô cũng thắc mắc rằng liệu đây có phải là một gánh nặng quá lớn cho cả hai. Laos trấn an cô rằng cô không cần lo lắng, em Hurst đã hứa sẽ trả tiền thưởng ngoài lương cho họ vì đã tiêu diệt những con quái vật trên đường, dù đây không phải là một nhiệm vụ chính thức của Guild. Tuy nhiên, vì đây không phải là nhiệm vụ được phê duyệt, em Hurst sẽ tự chi trả phần thưởng từ tiền túi của mình. Cô thực sự không muốn làm vậy nhưng lại cảm thấy đó là điều công bằng khi Laos đang nỗ lực giúp đỡ. Vào cuối ngày hôm đó, Hanzum gặp Guildmaster để chuyển một bức thư từ Vương Đô. Bức thư chủ yếu nhắc nhở Guild phải để mắt đến một người có tên Nasena. Hanzum không hiểu tại sao Nasena lại quan trọng đến vậy để tể tướng của một nước lại có sự quan tâm đặc biệt đến cô. Anh bèn hỏi Guildmaster để làm rõ. Guildmaster giải thích về một câu chuyện cổ tích nổi tiếng trong thế giới này, kể về nàng công chúa hy sinh bản thân để đánh bại con rồng ác. Nhưng Guildmaster cũng nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một câu chuyện, mà là một lời tiên tri phải được thực hiện, dấu hiệu cho thấy ai đó đã được các vị thần chọn lựa để hy sinh mình, trở thành công chúa đang ngủ. Và rồi một sự xuất hiện bất ngờ của mái tóc xanh lam, một hình ảnh hoàn hảo khớp với miêu tả về Nasena.